OK, thầy xin chào tất cả các con. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu buổi học tối ngày hôm nay ngay bây giờ đây nhá Đầu tiên là thầy chia sẻ màn hình trước đã này. OK, rồi thầy xin mời tất cả các con hãy bật cam lên để chúng ta bắt đầu nhá. Được chưa? OK, ở đây để xem là Lâm rồi, Minh ngày Mai rồi này, rồi Ba Lâm, Hà An. Ngân, Lâm Duy, Phước, Tuệ Linh Như vậy là còn Tuấn với cả mấy Còn lại Tuấn nữa đúng không? Ok, chắc là Tuấn đi học về muộn hơn một chút Nào, chúng ta sẽ bắt đầu buổi học ngày hôm nay Thế thì ở cái nội dung của buổi ngày hôm nay ấy, Thì sẽ Thầy thì thầy thì, lúc đầu thầy có kế hoạch là thầy sẽ chữa Cái phiếu bài tập của các con ở cái tuần vừa rồi Đúng không ạ? Bởi vì thầy thấy là có một số bạn đã chia sẻ là cái phần bài tập đấy nó hơi khó Các con làm nó sẽ thấy là nó sẽ khó xử lý, khó định hướng và cũng khó trình bày luôn cụ thể là thầy nhận được một vài bạn đã gửi bài tập cho thầy rồi. Tuy nhiên là cái cái cách mà các con trình bày như vậy thầy thấy nó chưa thật sự là chặt chẽ. Vậy thì để mà làm để chúng ta đạt được điểm tuyệt đối của những cái phần mà chúng ta đã trình bày ấy, thì các con sẽ phải xem thầy trình bày cái bài chữa như thế nào, xem lại nhá bình tĩnh này. Thế nhưng mà uh, trong ngày hôm nay thì thầy có nhận được một cái một cái uh, gọi là đề cương ôn thi giữa học kỳ 2 của uh, các bạn ở bên trường uh, trường, trường Nghĩa Tân. Vậy thì bây giờ thầy sẽ mở cái đề cương đi ra trước chúng ta sẽ dành thời gian ở đầu buổi để xử lý cái đề cương này. Tất nhiên là xử lý được càng nhiều càng tốt. Thế nhưng mà bây giờ thầy hỏi một chút này. Cả lớp trả lời nhá, là Nghĩa Tân thì có đề cương rồi thì bên Dịch Vọng thì có chưa? Các bạn bên Dịch Vọng cho thầy hỏi là các con đã được Ờ, cô giáo giao đề cương cho ôn thi dưỡng kỳ hai chưa được rồi à cũng có rồi ok vậy thì uh, lưu ý nhé thứ nhất là nếu bạn nào có thì hãy gửi uh, cái, uh, cái, cái đề cương ấy cho thầy để thầy theo dõi và thầy hỗ trợ các con trong cái việc uh, xử lý các cái bài tập trong đề cương đó để ôn tập cho nó tốt hơn được chưa đấy là cái thứ nhất cái thứ hai là các con phải chủ động tự làm các cái bài trong cái đề cương này phần nào khó thì hãy nốt lại để hỏi thầy được không ạ được chưa? Rồi bây giờ trong trường hợp này Ồ oh, để từ 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 thầy thầy mở lại cái này nhá, từ từ các con chờ thầy một chút. Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh. Cái đề cương thì thầy nhận được hai bản, có một bản PDF và một bản là bản đốc. Nhưng mà để thầy xem xem nó là cái nào thì nó OK, hóa <laughs> ra là bản đốc của thầy nó là bản có đáp án luôn, đúng không ạ? Có đáp án. Tuy nhiên, bản có đáp án thì không nên sâu ra, được chưa? OK, vậy thì cả lớp lưu ý này, thầy yêu cầu là tất cả lớp bật cam lên nhá, không một bạn nào không bật, được chưa nào? Rồi, bây giờ thì kế hoạch của chúng ta như thế này đi, trong buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ dành thời gian phần lớn để xử lý các cái bài tập trong cái đề cương của trường nghĩa tân trước, đúng không ạ? các bạn còn lại ví dụ như là ở trường dịch vọng hoặc là ở dưới hà đông thì các con phải chủ động nhắn cho thầy cái đề cương của các con được chưa và hỏi những cái câu nào mà các con cảm thấy khó khăn ok nào bây giờ xin mời cả lớp hãy chú ý vào đây để chúng ta bắt đầu đi xử lý cái đề cương này nào <laughs> tập trung nhá Thầy sẽ hỏi chung luôn của cả lớp cho nên là các con hãy uh, tập trung vào để con biết để trả lời thầy. Nào, chúng ta sẽ đi bắt đầu vào câu đầu tiên. À ok, hôm nay Lâm C mới thi xong, con làm bài có tốt không ạ? Có. Ok, rồi, như vậy là một điều đáng mừng, được chưa nào? Ok. Rồi xin mời cả lớp hãy uh, quan sát vào trong cái uh, phần này của chúng ta. Chúng ta sẽ bắt đầu đi xử lý nhá. Câu hỏi này, trong trường hợp này người ta hỏi là biểu đồ sau đây biểu diễn tỷ số phần trăm học sinh tham gia các môn thể thao của 600 học sinh khối 7 của một trường trung học cơ sở. Mỗi học sinh chỉ tham gia một môn và ở đây trên cái hình vẽ này. Thì thứ nhất, người ta hỏi chúng ta là cái biểu đồ ở đây là biểu đồ dạng hình nó là hình gì? Được chưa nào? Vậy thì các con nhìn này. Ở đây rõ ràng nó là cả một cái hình tròn. Đúng không? Hình tròn thế thì ở đây là người ta sẽ biểu diễn ra các cái phần tương ứng các phần trăm này tương ứng với các cái môn mà các bạn học sinh đang uh, tham gia ví dụ như là ở đây là cái bơi là màu xanh bóng bàn thì nó là màu đỏ vạch vạch cầu lông thì là màu vàng còn bóng rổ thì là màu chấm chấm và mà một nét trắng màu chấm chấm được không ạ vậy thì ở đây nó có bốn môn tương ứng với bốn cái phần của ở trong cái hình tròn này và mỗi một cái phần tương ứng này người ta sẽ gọi tên nó là một cái hình quạt tròn các con nhá các con lưu ý này ở chương trình của lớp 9 thì người ta sẽ định nghĩa mỗi một cái phần này người ta được gọi tên nó là một phần của hình quạt tròn đây các con nhìn này Đấy, nhìn nào tập trung này Đấy. và cái hình phần này ấy, nó là hình quạt tròn nên người ta sẽ gọi luôn cái biểu đồ này là biểu đồ hình quạt tròn cả lớp có nhất trí với thầy cái ý đầu tiên này là ý uh, C không ạ cả lớp có OK không à chốt hoàn toàn đúng không? Những cái gì mà các con cảm thấy là không nhất trí với thầy là phải lập tức bật mic lên để hỏi thầy luôn nhá. Cái đầu tiên của chúng ta là biểu đồ ở đây là biểu đồ hình quạt tròn, được chưa? Rồi ờ, như vậy câu đầu tiên rất dễ. Biểu đồ trên có dạng gì? Nó là C nhá, biểu đồ hình quạt tròn xong này. Có bao nhiêu thành phần trong biểu đồ trên? Bao nhiêu thành phần ở đây ý, có nghĩa là gì nhỉ? Là nó tương ứng ở đây nó sẽ có bao nhiêu cái bộ môn đây? 1 2 3 4 như vậy là có bốn cái thành phần trên biểu đồ trên đúng không? Tương với bốn cái màu. Vậy ở đây câu tiếp theo câu 2 đáp án của chúng ta đó là 2A nhé cả lớp nhé. À, 1C này 2A được không các con? Ok. Rồi tiếp tục này. Câu số 3 nhé. Nó hỏi cái gì đây? Câu số 3 của chúng ta. Nó hỏi là môn thể thao có đông học sinh tham gia nhất. Thầy xin mời bạn Ngân nào trả lời cho thầy. Tập trung nhá Hôm nay thầy gọi đến ai lập tức phải trả lời ngay cho thầy. Ngân cho thầy hỏi câu số 3 này con lựa chọn đáp án gì nào? Con cho thầy là đáp án bơi ạ. À. Dạ là bơi ạ? À? Dạ. Là bơi đúng không ạ? Dạ. Đúng rồi, ok, thầy cảm ơn con. Trong trường hợp này rõ ràng thì cái phần trăm tương ứng với phần bơi đó là 47%. Cho nên là số bạn tham gia vào cái bộ môn này là nhiều nhất. Như vậy câu 3 của chúng ta là bơi, tức là ba là B, rất chính xác. Ok, rất tốt. Tiếp theo Câu 4 tỷ số phần trăm học sinh tham gia bơi của khối 7 là ở đây tỷ tham gia bơi thì thầy xin mời bạn Lâm A nào. Tỷ số phần trăm học sinh tham gia bơi tức là tương ứng với màu xanh thì là bao nhiêu phần trăm đây ạ? Xin mời Lâm A. 47%. Chính xác, 47 tức là đáp án C đúng con. Dạ ừ, vâng ạ. Rồi chính xác rồi, ok, đáp án C chuẩn. Tiếp tục này. Câu số 5. Số học sinh tham gia bóng rổ Bóng rổ ở đây là 15% Tương ứng với 15% đúng không? Tuy nhiên là người ta không hỏi chúng ta là bao nhiêu phần trăm Mà người ta hỏi là bao nhiêu học sinh Vậy thì các con có biết là đây nó sẽ sử dụng một cái lý thuyết gì không? Đó là cả lớp nhìn này 15% của bao nhiêu bạn học sinh của cả cái khối này là bao nhiêu bạn học sinh nhờ cả lớp nhờ Có phải là 600 học sinh không các con? 15% của 600 học sinh là toàn bộ học sinh khối 7 Vậy các con có tính ra được là cái phép tính này sẽ ra được kết quả là có bao nhiêu bạn học sinh tham gia bóng rổ không? Minh nào? 90 ạ. Ờ, thầy cảm ơn Phước. Minh cho thầy hỏi là trong trường hợp này chúng ta sẽ tìm ra được bao nhiêu bạn tham gia học sinh bóng rổ nào? Ờ, thưa thầy là... Theo con thì phép tính này làm thế nào để tính ra được số bạn học sinh tham gia bóng rổ? Là người ta sẽ phải đi tính là 15% của 600 và cái công thức để tính ra được cái này người ta làm rất đơn giản như sau các con nhìn nhá người ta sẽ lấy luôn cái số đằng trước là 15% nhân luôn với phố số đằng sau tức là nhân với 600 người ta thay luôn cái chữ của ở trên thay bằng dấu nhân và phép tính này cho chúng ta kết quả bao nhiêu của minh ờ, thưa thầy là bằng uh, 9.000 ạ. 9.000 chắc chắn chứ chắc chắn ạ Oh my god <laughs> Không phải 9.000 các con nhá Tại sao oh. mình có biết không Bởi vì nghe này Tổng học sinh của cả khối 7 có 600 người Mà làm sao có đến tận 9.000 Thì tham gia bơi được à, Vô lý chưa vâng, 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 vâng. Vậy trong trường hợp này cả lớp lưu ý này Để tìm ra được phép tính này một cách chính xác Thì người ta sẽ tính toán như sau Người ta sẽ đổi cái phân số 15% này ra Thành 15% phần 100, Nhân với 600 vào đây Sau đó chúng ta chém hoa quả 600 với 100 đi thì thằng này còn số 6. 15 x 6 vậy là 90. Và đáp số trong trường hợp này là có 90 học sinh tham gia bóng rổ. Mình đã hoàn toàn ok nhất trí chưa? Rồi ạ. À. Ok, nhớ nhá, hết sức cẩn thận con nhá. Chứ con để, ừ. ở đây con bảo là à như vậy mình tính ra là 9000, như vậy là không có đáp án nào chính xác là tờ oi toi đấy. Nhớ chưa? Được chưa nào? Ok, rồi thầy cảm ơn bạn mình số học sinh tham gia bóng bàn ít hơn số học sinh tham gia cầu lông là bao nhiêu bạn? Thầy xin mời bạn uh, Hà An nào. Uh, thầy hỏi thầy hỏi này, Adu An Sen này không biết là bạn nào nhỉ? Uh, bạn nào thì thay cho thầy cái background này nhá. Không để background này để làm sao các con biết không? Thầy thì không vấn đề gì nhưng mà để như này thì các bạn khác sẽ nhìn vào mất tập trung hiểu chưa Phú Bảo ơi. Nên là uh, nên là con chỉ để một cái hình bình thường thôi, không nên để hành động nhá. Nào, bạn à, uh, bạn là Hà An cho thầy hỏi Trong trường hợp này số học sinh tham gia bóng bàn Ít hơn số học sinh tham gia cầu lông là bao nhiêu bạn nào Xin mời con Để tìm được chỗ này ý, Thì Hà An có cái cách thức nào tính nhanh không con Người ta hỏi là Số bạn bóng bàn Bóng bàn này Bóng bàn nhá Là ít hơn Ít hơn Cầu lông là bao nhiêu bạn thì chúng ta có một cái cách thức tính như thế này nó nhanh này, các con nhìn này. Bình tĩnh nhá, cả lớp nghe này. Không biết là Hà An nghe xem là có đúng không? Ý của con ông này. Đầu tiên, chúng ta quan sát đến là bóng bàn là 8% ở trên cái biểu đồ quạt. Được chưa các con? Biểu đồ hình quạt tròn. Thế còn cầu lông thì là bao nhiêu phần trăm đây? Hà An đọc cho thầy ra nào. 30% ạ. 30%. Như vậy ở đây thầy sẽ lấy 30% thầy trừ đi 8% có phải chính là ra được 22% và 22% này chính là tương ứng với số bạn học sinh mà bóng bàn tham gia ít hơn so với bạn cầu lông, có đúng không Hà An? Đúng không cả lớp? Đúng ạ. Chuẩn chưa? Rồi sau đó thầy lấy 22% này thầy chỉ cần nhân nhẹ với 600 thôi và đáp án của phép tính này bằng bao nhiêu thì đó chính là số học sinh tham gia bóng bàn ít hơn số bạn tham gia cầu lông. Cả lớp nhất trí hoàn toàn chưa ạ? Mai ơi, Mai có hiểu được cái phần thầy vừa trình bày không? Dạ có. Ừ. Vậy trong trường hợp này Mai cho thầy hỏi đáp án của câu 6 này theo con là cái gì? Ờ ừ, theo con là đáp án A. Ờ chính xác. 22% tiếp tục đổi ra thành 22 phần 100. Sau đó nhân với 600 chém hoa quả đi còn lại trên tử nhân với 6. Vậy 6 nhân 22 là 132, đáp án câu số 6A chuẩn luôn. Cả lớp nên làm theo cách thức này các con nhé. Thế còn nếu như trong trường hợp các con không làm như thế này thì các con sẽ làm như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm xem số học sinh tham gia bóng bàn trước. Tham gia bóng bàn thì làm như sau này, tham gia bóng bàn các con nhìn này. Bằng cách đó là lấy phần trăm của bóng bàn. Bóng bàn ở đây là 8%, sau đó nhân với 600. Còn học sinh tham gia cầu lông, thầy viết tắt là học sinh cầu lông sẽ là phần trăm của cầu lông là 30% nhân với 600. Vậy thầy hỏi các con nhé tham gia ít hơn có phải lấy thằng to trừ thằng nhỏ vậy lấy thằng dưới trừ thằng trên thì kết quả vẫn là 22 nhân với 600 cả lớp hoàn toàn hiểu được cái cách thức tính của thầy chưa ạ Tuệ Linh cho thầy hỏi hiểu được hoàn toàn 100 cái 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 ý câu số 6 này của thầy không Tuệ Linh ơi Tuệ Linh ơi Ô tuệ linh đâu rồi nhỉ? Tuệ linh của chúng ta đâu rồi? Con có hiểu được cái phần mà thầy vừa trình bày không? Con này. Ờ, có hiểu được phần thầy vừa trình Ủa. bày không? Hiểu gì? Ok rồi, tốt. Nào Ủa. tiếp tục nhá. Rồi, tiếp tục này. Câu số 7. Thầy xin mời bạn Lâm Duy xử lý cho thầy câu số 7 nào, đọc đầu bài và xử lý xem là như nào. Này là, con đưa, con câu 7 là hai môn thể thao nào sau đây có số lượng học sinh tham gia trinh lệch nhau ít nhất ờ à. thì theo con là bóng rổ và bóng bản ạ à. a à. rồi chính xác không nhở cả lớp cho thầy xác nhận xem là ý kiến của bạn lâm duy có chính xác không ạ người ta hỏi là ở trong đây thì có hai môn thể thao nào có số lượng học sinh tham gia tranh lệch tức là giữa cái người nhiều hơn và cái môn ít hơn là có cái số lượng tranh lệch là ít nhất vậy thì chúng ta sẽ căn cứ bằng cách như sau này cả lớp nhìn này Bà, ý kiến của bạn lâm duy rất chính xác tuy nhiên thầy sẽ lý giải một chút ở đây thì bơi là 47%, cầu lông là 30, vậy hiệu chênh lệch giữa hai thằng này là 17%, đây là cái thứ nhất. Chênh lệch giữa 30 và 15 là cầu lông với bóng rổ là 15%. Chênh lệch giữa bóng rổ với bóng bàn là 7%. Như vậy là rõ ràng giữa các bạn tham gia bóng rổ và các bạn tham gia bóng bàn là có sự chênh lệch nhau là ít nhất. Vậy thì bạn Lâm Duy kết luận là bóng rổ và bóng bàn chuẩn rất là chiến chuẩn luôn được chưa nào? Ok, thầy cảm ơn con, rất tốt. Nào câu số 8 Câu số 8 này xin mời cả lớp nhìn sang đầu bài ở bên phía bên tay trái nhá Cả lớp có nhìn thấy đầu bài bên tay trái của thầy không ạ? Đây Câu số 8 của chúng ta là phải sử dụng đến cái biểu đồ ở đây Thì cho biết nhiệt độ trung bình của một địa phương trong năm 2022 như sau Câu hỏi là tháng nào có nhiệt độ trung bình thấp nhất? À, xin mời bạn Ngân nào con thưa thầy cho con là tháng 1 ạ. Tháng 1. Ở trên hình trên trên cái biểu đồ này con nhìn tháng 1 là tương ứng với bao nhiệt độ tháng, là bao nhiêu đây con? Đâu đâu. Tháng tháng 12 ạ. À. tháng 12 mới là chính xác. Bởi vì ở trên cái biểu đồ này này, các con nhìn này. Đây người ta gọi là biểu đồ này là dạng là ở đây là dạng cột nhá. Nó là có cái kiểu như là nó hai cái cột này. Thằng đi lên, thằng đi sang này. Đấy. Thế thì đây được gọi là biểu đồ dạng cột thì trong trường hợp này nó biểu diễn là ở các cái tháng từ 1 đến tháng 12 tương ứng với nhiệt độ trung bình của một cái địa phương nào đó vào năm 2022 thì tháng 1 này là 20,6 còn cái tháng 12 thì chỉ là 20 thôi rõ ràng 20 là con số nhỏ nhất vậy thì câu số 8 đáp án chính xác là D Ok rồi thầy cảm ơn Ngân rất tốt câu số 9 thầy xin mời bạn Phước nào Em đã thấy câu số 9 tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất là tháng 4 ạ. Tháng 4 và nhiệt độ trung bình ở đây là bao nhiêu đây con? 31 độ ạ. Dạ rất chính xác. Các con khi trình bày thì đây được gọi là câu trắc nghiệm, các con chỉ cần chọn lựa kết quả. Thế còn nếu mà gặp trong một bài toán đó là bài toán tự luận thì các con cần phải trình bày đó là căn cứ vào biểu đồ ta có được là gì? Nhiệt độ trung bình cao nhất là 31 và nó rơi vào tháng 4 cả lớp nhớ chưa nào ok rồi tiếp tục câu tiếp theo câu số 10 thầy xin mời bạn uh, Hoàng Mai nào câu này thì hết sức Hoàng Mai hết sức bình tĩnh nhá nó là một câu tính toán cho nên thầy cho con có thời gian bình tĩnh suy nghĩ câu số 10 này Hoàng Mai cho thầy hỏi theo con thì đáp án của con là đáp án nào <laughs> Mai có cần thầy hỗ trợ không con? Hay là con có thể tự xử lý được? Dạ, con đang suy nghĩ ạ. Ờ, đang suy nghĩ nhưng mà có tự xử lý được không? Hay là cần thầy hỗ trợ nào? Nếu trong trường hợp con không tự tin lắm thì con phải nói với thầy để thầy còn hướng dẫn. Có tự tin không ạ? Dạ, không ạ. Ờ, ok. Bây giờ có bạn Hoàng Mai thì chưa. Bây giờ thầy hỏi này trong lớp còn những bạn nào mà các con cảm thấy là cái câu số 10 này các con chưa tự tin lắm thì các con giơ tay lên thầy xem cái nào. Những bạn nào chưa tự tin thôi nhá. Thế còn những bạn nào mà cảm thấy mình xử lý được, không cần phải thầy hỗ trợ thì không cần giơ tay. Những bạn nào không tự tin giơ tay thầy xem. Mạnh dạn giơ tay đi. Nào, câu số 10 Ờ Ngoài Hoàng Mai ra là không có một bạn nào đều tự tin hết cái gì. Ngân ơi câu số 10 này con có xử lý được không? Ngân. Minh. Được ạ. À, Ngân làm được tốt. Hà An cho thầy hỏi câu số 10 này con có tự tin làm được không? Hà An ơi. Dạ. Con tự tin xin... này ạ. À đang suy nghĩ hay là con đã con tin là sẽ làm được Đang suy nghĩ đã à đấy được chưa đây cả lớp nhìn này ở đây trong trường hợp này nhé câu hỏi này thực ra không phải là một câu hỏi dễ đâu nhá nó không khó nhưng tuy nhiên nó cũng không phải là câu hỏi dễ bởi vì có thể sẽ bị nhầm lẫn các con ạ à. có thể sẽ bị lầm nhầm lẫn vậy thì bây giờ làm thế nào để tính ra được cái câu số 10 này thì bình tĩnh này thứ nhất là nhiệt độ trung bình của tháng 4 là bao nhiêu? Nào, căn cứ trên cái 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 biểu đồ trên nhá. Tháng 4 chúng ta lít ra nó là 31 độ đúng không các con? Trung bình là 31 độ này. Thế còn tháng 3, thầy sẽ viết ra trước, tháng 3 là bao nhiêu đây các con nhỉ? Tháng 3 là 28,5. Như vậy là bước đầu tiên là chúng ta sẽ tìm ra được là cái nhiệt độ của tháng 4 tăng hơn so với tháng 3 là bao nhiêu đây? Hoàng Mai trả lời cho thầy câu đầu tiên. Thầy đang hỏi là vậy thì nhiệt độ tháng 4 tăng hơn so với nhiệt độ tháng 3 là bao nhiêu độ? Xin mời con nào. Hoàng Mai ơi, con có nghe thấy câu hỏi của thầy không? Dạ, con vừa mới nghe thôi ạ. Ờ, à, vậy thầy hỏi lại nhé. Căn cứ vào cái biểu đồ này thì thầy xác định được là tháng 4 thì có nhiệt độ trung bình là 31 độ C. Con ok chưa? Dạ vâng. Tháng 3 thì là 28,5. Vậy ở cái dự kiện này thầy sẽ tìm ra được là như vậy nhiệt độ trung bình của tháng 4 cao hơn so với tháng 3 là bao nhiêu độ? Nào. Ừ, con đưa thầy là 2,5 độ. Rồi chính xác. Như vậy là tháng 4 này. Bình tĩnh nhá. Tháng 4 này là tăng so với tháng 3 Tức là thăng hơn so với tháng 3 Là lấy 31 trừ đi 28,5 đúng không? Và chúng ta sẽ tính ra được ngay là bằng 2,5 độ Nhưng đây được gọi là độ chênh lệch giữa hai tháng Nhưng câu hỏi người ta lại không hỏi câu hỏi này Mà người ta hỏi chúng ta như sau này Tăng bao nhiêu phần trăm? Được chưa? Tăng bao nhiêu phần trăm? Có nghĩa là chúng ta phải đổi cái đơn vị đang từ độ này ra thành là đơn vị phần trăm. Vậy đổi bằng cách nào? thì các con hãy lưu ý cái câu hỏi của chúng ta nhé là đây này tăng bao nhiêu phần trăm so với tháng 3 đấy cả lớp còn nhớ là khái niệm so với tháng 3 tức là như thế nào không tức là bình thường thì nó đang tăng 2,5 độ bây giờ chúng ta phải đi so sánh thằng 2,5 độ này so với nhiệt độ trung bình của tháng 3 tức là 28,5 độ thì cái thằng 2,5 độ này sẽ chiếm tương ứng là bao nhiêu phần trăm? Có hiểu không? Nào Mai, thầy hỏi là đến thời điểm này thì con đã hiểu được cái câu hỏi của bài này chưa? rồi ạ. Vậy bây giờ Mai tính luôn cho thầy xem. Vậy thì nó tăng thêm 2,5 độ này thì nó tương ứng chiếm bao nhiêu phần trăm so với 28,5 độ của tháng 3 nào? Tức là chúng ta sẽ phải lấy 2,5 này. Chúng ta nhân với 100 này sau đó chia cho 28,5 và thêm cái ký hiệu phần trăm ở phía sau. Cái này cả lớp mà nếu như bạn nào quên thì các con phải nói ngay với thầy nhá. Thầy nhắc cho các con được chưa nào? Thế còn bạn nào nhớ rồi thì thôi, chúc mừng, đó là có nghĩa là các con đã nhớ kiến thức của lớp 6. Đây là một kiến thức của lớp 6 đấy ạ. À. Đó là tính tỷ số phần trăm của A so với B. Cả lớp nốt lại cho thầy cái này này. Để tìm tỷ số này, nốt lại cái phần đóng khung nhá, tỷ số phần trăm phần trăm của A So với B Thì được tính bằng công thức đó là A nhân với 100 Chia cho B Sau đó thêm ký tự phần trăm ở phía đằng sau Và đây được gọi nó là công thức để tìm tỷ số phần trăm Của một thằng A so với một thằng B nào đó Cả lớp nhớ chưa nào Đây là lý thuyết của lớp 6 nhá Bạn nào không may quên thì lập tức nốt cái này vào trong vở đó thầy Mai ơi con đã tính ra được kết quả chưa Dạ ừ. con tôi thấy theo con là đáp án B ạ Là 8,8% đúng không con? Vâng Ờ chính xác 8,8% là một đáp án chính xác Nếu thầy chia không nhầm nữa Thầy có nhầm qua rồi Nó hình như cỡ khoảng 8,7 mấy sao đúng không ạ à, Mai? Đúng không? 8,77 hay là 76 gì đấy Thế nhưng nếu thằng này thì chúng ta được phép làm tròn đến hàng phần 10 Tức là thằng này sẽ sấp xỉ lên là 8,8% Mai đã rõ được tại sao kết quả này chưa con? Dạ rồi ạ Ờ, cả lớp nhớ nhá. À Minh cho thầy hỏi là đã hiểu tại sao ra kết quả là câu B này chưa Minh ơi? Rồi ừ ạ. À. Ok. Vậy cả lớp lưu ý nhá. Cả lớp nghe này, các con vẫn còn thời gian để sau buổi hôm nay các con xem lại video này để hiểu kỹ càng hơn về cái đề cương của các con. Thứ hai là nếu có câu nào khó thì lập tức nhắn tin Zalo lên trên group cho thầy hoặc nhắn tin riêng đến Zalo cho thầy, nhớ chưa? Bất cứ lúc nào, bất cứ giờ nào. Ok. Rồi ờ, như vậy là câu số 10 đã xong, bây giờ câu 11 này. Nhiệt độ trung bình của tháng 12 giảm bao nhiêu phần trăm so với tháng 11 và câu hỏi là làm tròn kết quả đến hàng phần 10. Xin mời câu này thầy sẽ dành thời gian là 2 phút để cho bạn Tuệ Linh tìm ra kết quả cho thầy. Xin mời Tuệ Linh. 2 phút nhá. Bắt đầu thời gian bắt đầu. các bạn còn lại cũng phải tính toán luôn cho thầy đi nhá không phải là thầy chỉ hỏi tuệ linh tức là có nghĩa để mình bật tuệ linh tính thôi nhá mà các con cũng phải tính cho thầy luôn cả lớp cho thầy hỏi này nghĩa tân là bao giờ thi lâm b cho thầy hỏi nghĩa tân bao giờ thi con tháng 3 thầy ạ tháng 3 hay gì ok vâng. dịch vọng là bao giờ con mùng 9 mùng 10 tháng 3 Mùng 9 mùng 10 tháng 3 ok. Rồi, vẫn còn đủ thời gian để ôn tập. Thời gian gần hết, Tuệ Linh đã có câu trả lời cho thầy chưa? Tuệ Linh ơi, làm... theo Đó. con thì Vâng ạ, à, theo con thì câu 11 này đáp án của con sẽ là đáp án nào ạ? À? Đáp án B à? à? đáp án B. Trong trường hợp này bạn Tuệ Linh ra đáp án B, thầy xin hỏi trong lớp có bạn nào không ra đáp án giống như bạn Tuệ Linh không ạ? Thầy hỏi là có bạn nào không ra đáp án giống như Tuệ Linh nhá? Thì thì các con giơ tay lên, bạn ấy giơ tay lên cho thầy. Thế còn nếu mà kết quả giống như bạn Tuệ Linh là bạn chọn B thì các con không cần giơ tay. Nào, có bạn nào ra khác B không? Bảo ơi, bảo ra cái gì đấy? Bảo ơi. Về à. À. Hoàng Mai, Phước, cả Ngân, các con ra đáp án gì? Cũng ra là B đúng không? Đúng. À. Sao lại có một cái sự trùng hợp ở đây nhỉ? À. Nhiệt độ trung bình của tháng 12 hai giảm bao nhiêu phần trăm so với cái gì? So với tháng 11. Như vậy tháng 12 của chúng ta là 20, tháng 11 là 22, như vậy nó đã giảm đi là 2 độ đúng không cả lớp? Nhưng bây giờ nó không hỏi chúng ta là giảm bao nhiêu độ mà giảm bao nhiêu phần trăm và so với tháng 11. Vậy ta sẽ cần phải lấy phép tính 2 chia cho tháng 11 là chia cho 22 nhân với 100 thêm ký tự phần trăm phía sau. Và nếu các con tính chính xác thì nó sẽ ra cỡ khoảng 9,09%. Và người ta bảo là sấp xỉ đến hàng phần 10, vậy nó sẽ là 9,1. Và 9,1 thì có nghĩa là đáp án B rất chính xác các con nhá. 9,1%. Ok, rất tốt, thầy cảm ơn Tuệ Linh ạ. À. Rất uy tín. Rồi tăng tốc thôi các con ơi. Rồi chúng ta chuyển sang nội dung của cái phần tiếp theo đó là liên quan đến phần gieo xúc sắc. Cái này khá là thú vị này. Câu uh, đầu tiên gieo một con xúc sắc cân đối đồng chất một lần thì câu hỏi đầu tiên của chúng ta câu 12 xác suất của biến cố gieo được mặt 5 chấm là bằng bao nhiêu câu này thì thầy xin phép chưa lý giải vội thầy xin hỏi là xin hỏi bạn để xem nào thầy xin hỏi lâm c nào theo con thì câu 12 này con sẽ xử lý và ra đáp án là đáp án nào b. là b tại sao lại ra B có thể lý giải cho thầy và các bạn được rõ ràng hơn được không? Sắc <laughs> ờ, xuất, xuất biến cố có... gieo xuất sắc là có 6 mặt thì ở đây là mặt 5.1 trên 6 là 1 phần 6. Rồi, rất chính xác. Bạn là Lâm dí giải rất chuẩn luôn. Là như sau các con nghe này. Một con xúc sắc mà lại là cân đối, đồng chất. Thì ở đây ý của nó tức là nói đến là cái xúc sắc này là có 6 mặt nó cân đối và nó đồng đều với nhau Được chưa nào? Tức là không có cái mặt nào nó có thể là được gọi là nặng hơn hay nhẹ hơn Hoặc là bị móp, bị méo Khi mà bị mất cân đối Thì cái việc mà các con gieo xúc sắc Nó hoàn toàn có thể rơi vào một cái trường hợp đó là Luôn luôn rơi vào một trong những cái 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 cái, cái mặt mà nó chỉ có Ví dụ như là một nốt này Hoặc hai nốt này Hoặc ba nốt này Hoặc bốn nốt Như vậy là những cái cân những cái xúc sắc như thế là không cân đối trong trường hợp này thì xúc xắc của chúng ta nghe nhá, xúc xắc này là có 6 mặt. Có 6 mặt và tương ứng mỗi một mặt sẽ có các chấm đó là 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm đúng không? Thầy viết tắt là 1 2 3 4 5 và 6. Thì câu hỏi là vậy thì cái biến cố gieo được mặt có 5 chấm là bao nhiêu? Thì khi các con gieo một cái xúc xắc như thế này thì cái biến cố để xuất hiện ra được cái mặt 5 chấm là có sẽ là một đúng không mà chia cho 6 mặt vậy thì nó là một chia 6 và chúng ta sẽ được kết quả nó là 1/6 các con nhé là 1/6 tức là đáp án B rất chính xác tốt câu 13 xin mời Minh nào xác suất của biến cố gieo được mặt trắng chấm là bằng bao nhiêu Câu này con có hiểu được đầu bài nó đang hỏi cái gì không hả Minh? Đã hiểu được cái câu hỏi của nó chưa con? Rồi ạ. Ờ, thì con ra đáp án ở đây là gì? Con chọn C ạ. À C. Làm thế nào để ra được đáp án là 1 phần 2 con nhỉ? Ờ, thưa thầy là xác suất của biến cố gieo được mặt chẵn là 3 phần 6. Con rút gọn lại thành 1 phần 2 ạ. Tại sao lại là lấy 3 mà lại không phải là lấy một con số khác? Um... vì sao ấy nhỉ thầy thấy chưa hiểu lắm Hả? mình có thể lý giải cho thầy hiểu kỹ càng hơn được không tại sao lại không phải là lấy hai chia 6 hay là bốn chia 6 mà lại phải đúng là con số 3 vì sao nhỉ nhỉ vì sao mình có biết vì sao không con không biết giải thích như nào ấy ạ Ờ uh, ok Rồi nhất trí Hiểu Nhưng không giải thích được đúng không Không sao không sao Chuyện đấy bình thường Vậy thì trong trường hợp này Thầy khẳng định đáp án của con chính xác rồi Vậy thì cái mặt chẵn chấm Tức là gì Tức là các cái mặt Mà có số chấm Là số chẵn Vậy thì mặt chẵn chấm ở đây Chẵn chấm ở đây Có nghĩa là mặt sẽ có là gì nhỉ hai chấm này Có vẻ là chẵn chưa À Minh 4 chấm này Chẵn chưa quá là chặn luôn và cả là 6 chấm đúng không? Như vậy là ta có thể là có ba cái biến cố gieo ra được các cái mặt là 2 chấm, 4 chấm, 6 chấm. Trên tổng số lần gieo đó là 6 cái mặt của chúng ta ấy. Như vậy là ta sẽ có được là gì? Xác suất này sẽ được tính là bằng 3 chia cho 6, được không? 3 ở trên là số lần xuất hiện các mặt chẵn chấm có thể mặt 2, mặt 4, mặt 6 như vậy 3 lần có thể xuất hiện. Thế còn 6 là số lần xuất hiện các cái mặt khác nhau Vậy từ 1 tới 6 là có 6 Được chưa? Vậy ta có được là 3 phần 6 Tức là bằng 1 phần 2 Vậy kết quả là C Rất tốt xác suất của biến cố gieo được mặt chấm có số nguyên tố Xin mời Tuấn xử lý cho thầy ý câu 14 nào Theo Tuấn thì đáp án trong trường hợp này Con sẽ có là đáp án là gì? <laughs> Tuấn có thể hỗ trợ thầy cái câu 14 này được không Tuấn ơi? Ồ, bạn Tuấn chưa vào à? Bạn Tuấn vẫn hay là bị ao ra nhỉ? Chưa thấy bạn Tuấn luôn này, ok, sorry. Vậy thì thầy sẽ mời bạn khác vậy. Thầy xin mời Ngân nào. Ngân cho thầy hỏi câu 14 này thì con sẽ ra đáp án lựa chọn của con là gì? Con cho thầy ra con sẽ là theo con 8c 2 phần 3 à theo con thì là c là 2 phần 3 đúng không à, vậy thì ngân có thể lý giải cho thầy rõ hơn là vì sao con lại ra là 2 phần 3 được không Để con cho thầy cho con tập hợp số nguyên tố thì có um, có các số nguyên tố ở đây là số nào nào 1 này số, một, số ờ. 2 đúng rồi số 3 số 5 à À, bạn Ngân thì có chia sẻ là đây là các số nguyên tố. Cho nên là sau đó thì Ngân sẽ lấy là số lần xuất hiện các mặt 1.2.3.5. tức là 4 này chia cho 6 và con rút gọn ra bằng 2/3 có đúng không Ngân? Vâng ạ. Ờ. À, tuy nhiên ở đây thầy lưu ý cho Ngân và các bạn trong lớp một chút như sau. Số nguyên tố ấy thì người ta phải định nghĩa đó là các số tự nhiên lớn hơn 1 và có đúng hai ước. Như vậy trong trường hợp này thì số 1 này đang vi phạm cái định nghĩa về số nguyên tố Và số 1 không được gọi tên là số nguyên tố nha Ngân nhá Ngân rõ chưa nào? Dạ Ờ, như ừ. vậy nếu như số 1 mà không phải là số nguyên tố ấy Thì thực chất chúng ta chỉ có là có khả năng là ba số nguyên tố thôi Là số 2, số 3 và số 5 Như vậy đáp án trong trường hợp này không phải là C còn ạ Mà phải là cái gì cơ? Còn ừ. A Đúng rồi, phải là A nhớ chưa? Cả lớp nhớ nhá số nguyên tố là các số tự nhiên lớn hơn một và có đúng hai ước là một và chính nó thì đấy được gọi tên là số nguyên tố thì các con xác định được số nguyên tố một cách chính xác thì chúng ta mới có kết quả để xác định được cái biến cố đấy có xác suất là bao nhiêu ok rồi thầy cảm ơn ngân hy vọng là lần sau mà ngân gặp một câu kiểu như thế này thì chắc chắn không thể nhầm được nhớ chưa nào ok nhá rồi, tiếp tục này, câu 15, câu thầy hỏi nhanh, câu 15 này thầy xin hỏi Hà An. Xin mời Hà An chọn lựa cho thầy, câu 15 đáp án của con là gì? Xác suất biến cố gieo được mặt có chấm là số chính phương. Số chính phương ở đây cả lớp còn nhớ không ạ? Là các số tự nhiên, là số tự nhiên, là số tự nhiên này. Có thể viết được dưới dạng là bình phương của một số bình phương của một số. Nó như thế nào này? Được gọi những cái số này được gọi là số chính phương các con này. 0 này, 1 này, 4 này, 9 này, 16 này, 25 này, vân vân. Bởi vì 0 nó là 0 mũ 2. Thằng này 1 là 1 mũ 2, thằng này là 2 mũ 2, thằng này là 3 mũ 2, thằng này là 4 mũ 2, thằng này là 5 mũ 2 thì tất cả những thằng ở hàng trên này được gọi tên là số chính phương. Vậy thì Hà An cho thầy hỏi từ số 1 chấm đến 6 chấm có số nào là số chính phương nằm trong cái khoảng này? Xin mời uh, Hà An. Hà An ơi. Các con phải hết sức là lưu ý nhá. Hey à. buổi, buổi hôm nay là buổi uh, học tập trung cho nên là thầy gọi đến ai cái là phải trả lời thầy ngay. Thầy sẽ không có thời gian để chờ đợi các con đâu nhá. Thầy thì bình thường các buổi khác thầy có thể chờ các con được nhưng buổi này là buổi thầy muốn chữa cho các con càng nhiều câu hỏi càng tốt hà an cho thầy trả lời hỏi lại này từ 1 đến 6 thì có mặt nào là tương ứng với cái mặt chấm của nó là số chính phương nhanh b ạ đấy là sao lại là b hả con thầy đang hỏi hà an hà an trả lời lại cho thầy này nghe này à. từ mặt một chấm cho tới mặt 6 chấm thì cái mặt nào là tương ứng với một số là số chính phương Ờ, số 1 với số 4 ạ. À? Rồi, ok. Số 1 với số 4 chính xác. Vậy nếu số 1 với số 4 như vậy là nó sẽ có được xác suất của biến cố này sẽ là lấy cái gì chia cái gì đây con? Là 2 trên 6 ạ. Đúng rồi. Vậy đáp án của con cuối cùng là gì? Là B ạ. À. Ok, tốt. Chính xác. Có mặt từ 1 chấm đến mặt 6 chấm thì có được hai cái mặt tương ứng với nó là số chính phương. Đó chính là mặt 1 chấm và mặt 4 chấm. Ok chưa nào? Vậy thì bạn Hà An có lấy là 2 chia cho 6 bằng 1/3 chính xác tuyệt đối. Rất tốt. Câu số 16 thầy xin mời Phú Bảo nào. ạ. À. Thầy xin mời à. con. Con chọn A. À con chọn A. Ở trong trường hợp này thì bạn Phú Bảo có chọn là A xác suất của biến cố gieo được mặt có chấm là số chia cho 3. Chia cho 3 thì nó gồm có số 3 và số 6. Như vậy đó là có hai khả năng xuất hiện đó là 2 trên 6 và bằng 1/3. Uy tín đấy. Ok, tốt. Câu 17, thầy xin mời bạn Phước nào, bắt đầu tăng tốc độ nào. Em thầy câu số 17 là không ạ, là B Đúng rồi, chuẩn luôn. Người ta bảo rằng là xác suất gieo được mặt chấm có số lớn hơn 6, làm sao mà lớn hơn 6 được? Vậy thì cái xác suất này của biến cố này nó bằng không bởi vì không hề có cái khả năng xảy ra nó, được không ạ? Rồi ok, rất uy tín. Câu 18 xin mời tuổi Linh nào. Câu 18 tuổi Linh cho thầy hỏi đáp án của con là đáp án nào? Câu 18 con chọn A. À con chọn là A. Thầy xin hỏi Minh, tại sao? rồi rồi thầy hỏi thầy nghe thì đã án a rồi tuệ linh um, tụi, uh, minh cho thầy hỏi là minh lý giải giúp thầy là tại sao ở trong trường hợp này tuệ linh lại chọn đáp án là a nhỉ minh nhỉ à... Uh... con có biết là lý do gì mà bạn tuệ linh lại chọn là a không Con chưa biết ạ. Ờ, chưa biết. Vậy bây giờ thì cái câu này nhá, con nghe này. Xác suất của biến cố gieo được mặt có chấm là số nhỏ hơn 2023. Vậy thì nhỏ hơn 2023 tức là có thể là 2022, có thể là 2021 vân vân có thể giảm dần giảm dần cho tới là 6 5 4 3 2 1, đúng không con? Đúng chưa? Đúng Ôi không mọi ơi? Ờ. Thế nhưng mà cái 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 xúc sắc của chúng ta thì nó chỉ có các cái mặt nó là là mặt nào? Ờ, từ mặt 1 đến mặt 6 ạ. Đúng rồi. Thế như vậy thầy hỏi Minh nhá, gieo bất kỳ cái con xúc sắc này bao giờ chúng ta cũng thu được một số. Số này sẽ như thế nào với 2023 con nhỉ? Nhỏ hơn ạ. Luôn luôn nhỏ hơn, đúng không con? Như vậy là trong à. trường hợp này thì gieo lần nào cũng đều có cái xác suất là 100% cả. Vậy trong trường hợp này xác suất cổ biến cố mà gieo được mặt có chấm là nhỏ hơn 2023 đó chính là 6 phần 6 Tức là nó chính là bằng 1 Con hiểu chưa nào? Rồi ạ Ok, rồi, rồi. ok rất tốt Thầy xin mời Hoàng Mai trả lời thầy câu 19 nào Con thưa thầy đáp án của con là Theo con thì câu 19 là đáp án gì ạ? Hãy lưu ý đến là không lớn hơn hai không lớn hơn hai tức là như sau nghe nhé không lớn hơn hai tức là có thể nhỏ hơn hoặc có thể bằng hai mai có ok với cái câu này không người ta bảo rằng không lớn hơn tức là gì là có thể bằng và cũng có thể là nhỏ hơn vậy thì nếu bằng thì đây là một trường hợp này thế còn nhỏ hơn hai thì tức là nó có phải là thêm cả một nữa đúng không chuẩn chưa như vậy kết hợp yeah. lại đó chính là ta sẽ có được là hai cái mặt chấm có thể xảy ra đó chính là mặt một chấm và mặt hai chấm ok vâng ừ. vậy thì xác suất của cái biến cố gieo được trong trường hợp này nó sẽ bằng bao nhiêu con C. là C à chắc chắn không con ở đây nhá con phải lưu ý này các con phải nắm lý thuyết rất là vững này bạn nào mà hôm nay các cái câu này các con trả lời chưa được chính xác ấy là thứ nhất các con phải xem lại vở và xem lại sách ở trên trường thầy cô giáo dạy các con được chưa nào bởi vì cái phần này nói gì thì nói là thầy cũng chưa nhắc lại cho các con đúng không đấy là cái thiếu sót của thầy thế nhưng mà thông qua cái đề cương này thì thầy sẽ dạy cho các con cái cách thức dựa vào lý thuyết để làm bài tập thì trong trường hợp này thì mai hãy lưu ý lại thầy trình bày lại này mai lưu ý câu 19 nhá con nghe lại này Người ta hỏi là xác suất của biến cố mà gieo được mặt có chấm là không lớn hơn 2, không lớn hơn 2 có nghĩa là nhỏ hơn hoặc có thể bằng 2 vẫn được. Vậy nếu mà các cái mặt mà có thể nhỏ hơn hoặc bằng 2 đó chính là mặt 1 chấm, được không ạ? Mặt 1 chấm này và mặt 2 chấm. Đúng không Mai ơi? Có hai cái mặt này có thể xảy ra, đúng không con? Vâng ừ. ạ. Ờ, thế thì bây giờ để tìm xác suất của biến cố ấy thì người ta sẽ có cái công thức như sau này là người ta sẽ tính bằng cách là số lần xuất hiện các cái mặt tương ứng với một chấm hoặc hai chấm vậy thì nó sẽ chính là hai khả năng xảy ra đúng không con và chia cho các cái biến cố còn lại tức là chia cho 6 vậy đáp án trong trường hợp này thì con đã biết là bằng bao nhiêu chưa hả à mai dạ con thưa thầy đáp án là a đúng rồi 2 phần sáu thực chất nó chính là một phần ba vậy thì đáp án trong trường hợp này là câu 19 là chọn A. Mai hiểu hoàn toàn chứ con? Hiểu hoàn toàn chưa nào? Dạ vâng ạ. Ok, phải lưu ý nhá, hết sức lưu ý. Rồi, bây giờ thầy xin mời bạn Lâm B hỗ trợ thầy câu mẹ câu 20, xin mời con nào. Lưu ý ở đây không nhỏ hơn 4 tức là gì? Tức là có thể bé hơn hoặc như nào nhỉ? Không, không bằng. Không nhỏ à. hơn 4 tức là gì? Là như nào? Nhỏ hơn hay lớn hơn? Lớn hơn. Đúng rồi, chính xác ở đây lưu ý nhá, thầy cố tình thầy viết ra xem có bị nhầm lẫn không thì cả lớp lưu ý này. Không nhỏ hơn tức là nó phải lớn hơn hoặc bằng, bởi vì sao? Bằng được mà. Nó chỉ nói là không nhỏ hơn tức là bằng 4 được. Như vậy ở đây lớn hơn hoặc bằng 4. Như vậy là nó có thể xảy ra các mặt như thế nào nhỉ? Lâm nhỉ? 456 ừ, 4, 5, 6 Chuẩn rồi Vậy thì xác suất ở trong trường hợp này xác suất của biến cố ở đây sẽ là bao nhiêu con? 3 phần 6 hay là bằng 2 phần 3 Cái gì sao lại bằng 2 phần 3 được? À, Ai coi 1 phần 2 Dạ vâng, rồi ơi Lúc đi thi làm hết sức thật cẩn thận nhá Thầy đọc cái đề cương của con ở cái phần trên ấy, Nó có nêu một phần đó là uh, Trong cái đề thi của các con ấy Ở trường Nghĩa Tân ấy là có trắc nghiệm nên kiểu gì cũng sẽ có những cái câu kiểu kiểu như thế này Cho nên là hết sức tính toán cẩn thận với con nhá Lâm nhớ chưa Rồi ok Thầy cảm ơn bạn Lâm Rồi câu 21 Xin mời Phú Bảo nào Thầy xin mời Phú Bảo xử lý cho thầy câu 21 nào à, Con con thầy C Con chọn là C đúng không ạ thầy sẽ đọc lại đầu bài xong đó là sẽ hỏi phú bảo tại sao lại chọn là c nhá gieo ngẫu nhiên xúc sắc một lần biến cố nào dưới đây là biến cố chắc chắn tức là biến cố này chắc chắn sẽ xảy ra đúng không ạ số chấm xuất hiện mặt trên xúc sắc là ước của 6 điều này thì nghe vẻ không hợp lý bởi vì ước của 6 tức là chúng ta sẽ chỉ xuất hiện được các mặt có số có số chấm là ước của 6 là một này hai này 3 này 6 này như vậy nếu như nó xuất hiện vào 4 hoặc 5 Như vậy nó không rơi vào trường hợp đầu tiên Vậy đây được gọi tên là biến cố không chắc chắn Vậy A sai gạch Được chưa Số chấm xuất hiện mặt trên xúc sắc lớn hơn 1 Không chính xác Bởi vì nó có thể xảy ra trường hợp là bằng 1 Vậy B cũng không phải là chắc chắn luôn C Số chấm xuất hiện mặt trên xúc sắc nhỏ hơn 10 Không biết có đúng hay không Số chấm xuất hiện mặt trên xúc sắc bằng 5 Vậy thì trong trường hợp này bạn Phú Bảo có chọn lựa là C Xin lỗi thầy lại đi hướng dẫn cái A và B này Sorry Phú Bảo nhá à, Mai cho thầy hỏi Phú Bảo chọn lựa là câu 21 là C Theo con có chính xác hay không ạ? Hoàng Mai cho thầy hỏi Câu 21 Phú Bảo chọn lựa là C Theo con có chính xác hay không? tập trung thầy hỏi đến bạn nào là phải trả lời thầy ngay thầy không chấp nhận là là đang để làm một cái việc riêng gì đấy mà không để ý đâu nhá nào mai trả lời cho thầy câu 21 đáp án của bạn phú bảo là c con có nhất trí không dạ con có ờ ok đáp án trong trường hợp này là c là một đáp án chính xác lý do là như sau nghe này số chấm xuất hiện mặt xúc sắc luôn nhỏ hơn 10 chuẩn luôn là bởi vì sao mặt 1 chấm, mặt 2 chấm, mặt 3 chấm, mặt 4 chấm, mặt 5 chấm thì cái lần gieo xúc sắc lần nào chăng nữa thì tất cả các cái mặt có số chấm này luôn luôn bé hơn 10. Như vậy cái biến cố xảy ra ở đây là 100%. Và cái biến cố xảy ra 100% với xác suất là 100% ấy thì người ta sẽ gọi tên nó là biến cố chắc chắn. Cả lớp nhớ chưa nào? Biến cố chắc chắn là biến cố xuất hiện xảy ra với xác suất là 100%. Cả lớp nhớ nhá. Rồi ok, rất tốt. Câu 22 thầy xin mời bạn Lâm Di nào. Con người là B ạ. Ờ, nhất trí. Bạn Lâm Di có chọn lựa là B. Thầy xin mời bạn à uh... Minh hỗ trợ thầy. Tại sao bạn Lâm Di lại chọn lựa là B? Con có giống bạn không? Nếu giống thì con chỉ cần xác nhận là ok. Thế còn nếu khác thì con hãy lý giải cho thầy vì sao lại khác Xin mời Minh nào Con giống với kết quả của bạn ạ Ok, tốt Trong trường hợp này câu 22 thì chính xác đáp án là B các con ạ Bởi vì sao? Câu A phân tích trước nhé Có mặt trên xúc sắc là 6 Thằng này là có thể xảy ra Bởi vì nó là có mặt xúc sắc, có mặt 6 chấm Vậy thì cái biến cố tương ứng với cái trường hợp này là 1 phần 6 Như vậy đây không phải là biến cố không thể được chưa? Số chấm xuất hiện mặt trên xúc xắc là bội của 7. Bội của 7 tức là các con số phải là số chia hết cho 7. Vậy thì có số nào chia hết cho 7 mà lại nhỏ à nó lại là từ 1 tới 6 không? Không hề có luôn. Như vậy trong trường hợp này biến cố ở đây xảy ra được gọi tên là không thể, được chưa nào? Biến cố không thể nhá. Ồ, oh, cả lớp ơi xác nhận cho thầy là cái âm thanh thầy đang nói các con nghe có tốt không? Bạn Mai đang chia sẻ là Mai không nghe được tiếng của thầy. Cả lớp các con cho thầy hỏi là tiếng của thầy nói các con nghe vẫn còn tốt không ạ? Bình thường à. nghe rõ Thì thế. Thế thì chắc là máy của Mai có vấn đề rồi Mai ơi. Cái 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 đường truyền âm thanh của con có vấn đề rồi ạ. À? Con hãy kiểm tra lại thiết bị nhà mình nhé Được chưa? Ok. Câu C số chấm xuất hiện mặt trên xúc sắc là số trắng có luôn 246 như vậy là cái này cũng không phải là biến cố không thể số chấm xuất hiện mặt trên xúc sắc lớn hơn không Oh my god cái thằng nào mà chẳng lớn hơn không đây cũng chính là biến cố chắc chắn của chúng ta đây cả lớp này biến cố chắc chắn luôn này bởi vì lần gieo nào cũng đều xuất hiện các mặt có số chấm là từ 1 tới 6 tức là đều lớn hơn không cả vậy thằng d này được gọi tên là biến cố chắc chắn Vậy đáp án câu 22 Bạn Lâm Duy và bạn Minh chọn là đáp án B Rất chính xác Rất tốt ạ Rồi cả lớp cho thầy hỏi là với cái việc mà liên quan đến phần gieo xúc sắc này này Các con đã cảm thấy là là tự tin chưa Thầy có thể chuyển sang phần tiếp theo được chưa Hay là chúng ta thôi xử lý nốt nhá Nó hình như còn mỗi hai câu này các con này hai câu về phần này Câu 22, 23 Thầy xin mời Hà An nào <laughs> Thầy xin mời Hà An xử lý cho thầy câu 23 Ờ nhé. Thầy câu 23 ba chọn C ạ À ok Bạn Hà An chọn C Trong trường hợp này lý do chọn C Hà An có thể chia sẻ cho thầy với các bạn rõ ràng hơn một tí được không ạ Ờ Thầy là Vì trong Vì tập hợp A gồm các kết quả thuận lợi là Biến cố là Mặt xuất hiện của xuất sắc là ước của 8 Nên Ờ uh, Nhờ, mặt xúc sắc của mặt 1 chấm mặt 2 gì. chấm mặt 4 chấm là ba cái mặt có các cái con số này nó chính là ước của 8 đúng không con chính xác không ạ vâng. Chính vì vậy nên con chọn C rồi rất tốt ba thằng còn lại này thằng này thì có 6 không phải là ước của 8 này thằng này thì có 8 là ước của 8 chuẩn luôn nhưng nó lại không phải là một cái biến cố xảy ra đối với một con xúc sắc có 6 mặt cả lớp ok không ạ? À? Vậy B tiếp tục không chính xác. Thế còn D thì nó lại bị thiếu mất cái trường hợp là có mặt một chấm. Vậy thì C là đáp án rất chính xác. Cực kỳ chính xác luôn. Rất tốt. Câu 24 thầy xin mời Ngân nào. Thầy sẽ đọc đầu bài sau đó con phân tích và đọc cho thầy kết quả nhé. Gieo ngẫu nhiên xúc sắc một lần Viết tập hợp E gồm các kết quả thuận lợi cho biến cố với mặt xuất hiện của xúc xắc là số chia 3 dư 2. Số nào là số chia 3 dư 2 theo con? Từ mặt 1 chấm này. 1, một, một này con nghe này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Trong tất cả các cái mặt này thì cái mặt nào tương ứng với có số chấm là số chia cho 3 dư 2? Số 5 Số 5 ok Còn số nào nữa không à, Không ạ Không Chính xác trong trường hợp này còn một số nữa con nhé Đó chính à, là số 2 rồi. Cái gì ạ à? <laughs> Oh my god Ngân <laughs> đấy là Ngân Số chia 3 dư 2 Trong trường hợp này Thì có hai cái trường hợp xảy ra Đó là mặt 2 chấm Bởi vì 2 chia cho 3 thì được thương là không thương này phép chia này được thương là không và dư thì là dư hai được chưa con thế còn thằng năm khi chia cho ba thì được thương là một thương là một thế còn dư của chúng ta thì là dư cũng dư hai nhé con nhé như vậy các con phải hết sức lưu ý này chia ba dư hai thì có thể xảy ra mặt hai chấm và mặt năm chấm vậy đáp án chính xác trong trường hợp này có cái thằng nào không cả lớp nó có đáp án nào không trong trường hợp này câu 24 này là đáp án có thằng nào không các con <laughs> viết tập hợp e gồm các kết quả thuận lợi cho biến cố mặt xuất hiện của xúc sắc là số chia 3 dư 2 nhưng mà ở đây các con lưu ý này trong bốn cái kết quả này thì chỉ có duy nhất cái thằng B ấy là có cái trường hợp là có cái phần tử là 5 nó thỏa mãn là chia 3 dư 2 đúng không Thế nhưng các cái thằng còn lại nhá các con lưu ý này nếu như những thằng còn lại mà có thằng nào nó viết là 2 và 5 thì các con phải chọn cho thầy cái đáp án có đầy đủ hơn. Cả lớp đã nhớ cho thầy cái này chưa nào? Thầy nói lại nhé. Trong các đáp án ABCD, nếu trường hợp xảy ra là một thằng đáp án B là phần tử E bằng là phần tử 5, tập hợp E là phần tử 5. Còn tập hợp C chẳng hạn nó viết là 2.5 thì các con phải lập tức chọn cho thầy là đáp án C, còn B là chưa thật sự chính xác. Cả lớp đã hoàn toàn ok với cái kết luận này của thầy chưa? Có ok không? Hiểu được điều về thầy vừa trình bày không các con? Có Ờ. À. Lâm A, Lâm B, Lâm C? Có. Có. À. Ok. Cả lớp nhớ nhá. Nói đến số chia cho 3 dư hai thì có thể xảy ra là mặt hai chấm và mặt 5 chấm. Tuy nhiên trong bốn cái đáp án này thì chỉ có duy nhất đáp án B là có nói đến mặt 5 chấm thôi. Vậy thì đáp án chọn lựa trong trường hợp này là B. Thế còn nếu như nó có một cái đáp án khác mà có 2 và 5 thì các con phải chọn cho thầy đó là đáp án có 2 và 5. Ok. Rồi, chữa nốt câu 25 này xong chúng ta sẽ nghỉ giải lao một chút các con nhé. Câu 25 này thầy xin mời bạn Lâm C nào. Xin mời Lâm C xử lý cho thầy câu 25. Không tiên đọc lên một mình. À? Có nghe thầy đang yêu cầu con làm cái gì không? Có. Ờ, thầy 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 yêu cầu cái gì? Thầy bảo làm câu hai À thế à? Mày thế thầy lại tưởng là bảo là yêu cầu ngồi chơi, Đúng không? Ôi, làm cho thầy có 25 xem nào. <laughs> tưởng lại lại nghe là thầy bảo là ngồi chơi đi. con thử cho thầy câu 25, theo con thì con lựa chọn đáp án nào ạ? tính xác suất của biến cố học sinh được chọn ở đây là không học lớp 11. Vậy theo con ở đây là đáp án nào? <laughs> Lâm ơi, con đã biết được câu 25 này là ra được đáp án là đáp án nào chưa? ạ yeah. Dạ con nói rõ hơn cho thầy được không? Thầy nghe chưa được rõ lắm. Đáp án nào ạ? Đáp án D ạ. D. Rồi, đáp án D, bạn Lâm có chọn đáp án D. Thầy xin hỏi bạn Hoàng Mai. Câu 25 này con có chọn lựa đáp án giống như bạn Lâm không? Đó là đáp án D hay là con chọn lựa đáp án khác? Hoàng Mai ơi, Dạ thầy hỏi lại con vừa mới nghe được thôi ừ. Máy của con có vấn đề nên là học hành nó sẽ rất là bất tập trung đấy con nhá Nó sẽ không không liền mạch được Phải cố gắng khắc phục cái việc đấy dạ, vâng. Thầy đang hỏi con là như sau Là bạn Lâm C bạn có chọn lựa cái câu 25 này là đáp án D Thì con có chọn lựa giống bạn không? Hay là chọn lựa đáp án khác? Dạ thưa thầy theo con là có con chọn có rồi ok Vậy thì cả lớp lưu ý này một nhóm học sinh gồm có 4 bạn học sinh khối 12 5 bạn học sinh khối 11 và 6 bạn học sinh khối 10 như vậy là tổng số học sinh của 3 khối 12 11 và 10 ba cái thằng khoanh tròn sẽ chính là 4 cộng 5 cộng 6 như vậy là có 15 học sinh tất cả được chưa các con Bây giờ người ta bảo rằng là chọn ngẫu nhiên ra một bạn học sinh mà cái xác suất biến cố xảy ra ở đây là cái bạn học sinh được chọn ấy là không học lớp 11. Vậy nếu như không học lớp 11, như vậy cần phải chọn vào các bạn học sinh lớp 12 và lớp 10. Như vậy ta có được là 4 bạn học sinh 12 và 6 bạn học sinh khối 10. Như vậy có thể chọn lựa là 10 bạn rơi vào các lớp không phải là lớp 11. Đúng không cả các con? Như vậy trong trường hợp này ta sẽ có được là 10 này Chia cho 15 này Và kết quả thu được ở đây chính xác là bằng 2 phần 3 Rất tốt Ok, thầy cảm ơn Lâm C và bạn Hoàng Mai Chọn lựa của các con là rất chính xác Rất tốt Ok, bây giờ là 9 rưỡi Xin mời các con nghỉ thời giải lao 5 phút Đúng 9 giờ 35 nhé Thầy cho các con hẳn là 6 phút Đúng 9 giờ 35 Xin mời cả lớp quay trở lại với buổi học của chúng ta Xin mời các con Nghỉ ngơi một chút nhé Ok, đã 9:35, thầy xin mời tất cả các con quay trở lại với buổi học của chúng ta nào. Nào, cố gắng lên thêm một lúc nữa rồi chúng ta sẽ nghỉ ngơi nhá. Nào, tiếp tục. Câu 25, như vậy là chúng ta vừa tìm ra được đáp án trong trường hợp này là đáp án D đúng không? Rất chính xác. Rồi, câu 26 chúng ta chỉ còn lại có hai câu nữa liên quan đến phần xác suất thôi. Tung ngẫu nhiên một đồng xu, tính xác suất của biến cố mặt xuất hiện của đồng xu là mặt ngửa. Ồ, oh, hay quá đây là liên quan đến đồng xu đồng xu thì các con lưu ý này nó sẽ là một cái hình tròn đúng không cả lớp nó là một cái hình tròn hình tròn này có hai mặt mặt sấp và mặt ngửa người ta quy ước như vậy nhá thầy gọi đây là chẳng hạn đây là sấp này Đấy. thế thì cái mặt còn lại ở bên phía bên dưới của nó thì được gọi tên là cái mặt bên dưới thấp xuân thì được gọi là mặt ngửa Đấy. thế thì khi mà tung cái đồng xu ấy thì nó chỉ có thể xác suất xuất hiện ra được chỉ có hai mặt thôi một là sấp và hai thì là ngửa được chưa con vậy người ta hỏi là mặt xuất hiện của đồng xu là mặt ngửa thì xác suất ở đây là bao nhiêu nào lâm duy cho thầy hỏi nào câu 26 này sao nó đơn giản thế nhỉ trong trường hợp này thì xác suất là bao nhiêu <laughs> nào lâm duy cho thầy hỏi câu 26 này theo con thì nó sẽ là đáp án nào <laughs> tính xác suất của biến cố mặt xuất hiện của đồng xu là mặt ngửa vậy thì theo con thì xác suất xảy ra ở đây là là b ạ à? b ạ à. d d gì à ok rồi thầy cảm ơn con bạn duy có chia sẻ lâm duy có chia sẻ đó là đáp án d đây là một đáp án chính xác là bởi vì là khi mà các con nhớ này đồng xu thì nó chỉ có khi mà chúng ta tung lên ý, nó chỉ xác suất xuất hiện một trong hai mặt thôi như vậy là cái biến cố mà xuất hiện ra mặt xuất hiện nó là mặt ngửa nó sẽ là 1 trên xuất hiện là có 2 khả năng xảy ra. Vậy nó là 1 chia cho 2, tức là 1 phần 2. Tốt, rất chính xác. Rồi, câu 27, Phước nào. Thưa thầy, câu 27 là... Theo con nó đáp án là... chọn đáp án là D. À, con chọn đáp án là D. Nào, kiểm tra xem chính xác hay không nhá ở đây nó bảo rằng viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số. Viết tập hợp T này gồm các kết quả là các số tự nhiên được viết ra có tổng các chữ số bằng 4. Vậy thằng đầu tiên 1322 có tổng chữ số bằng 4 thật. Bình tĩnh xem xét. B. 132240 chuẩn luôn. C. 1331 vẫn đúng. D. 13223140 thằng này là đúng nhất. Vậy thì trong trường hợp này đáp án cần chọn đó là câu 27 là đáp án D. Được chưa các con? Chính xác không ạ? Cả lớp đã hiểu chưa nào? Cả bốn thằng này đều đúng nhưng cái đáp án D là đáp án chính xác nhất thì chúng ta phải lựa chọn đáp án D các con nhé. Được chưa? Ok. Rồi rất tốt. Câu số 28 bắt đầu sang phần hình này các con tập trung. Cho hình vẽ bên dưới có OA bằng OC ký hiệu bởi hai cái cái nét này này các con nhìn này hai cái vạch này, này. Đấy, OA bằng OC trong các đỉnh khẳng định sau đây thì chọn cái khẳng định nào là sai nào xin mời các con hãy bình tĩnh xem xem cho thầy A B C D thì thằng nào là đáp án lựa chọn ở đây xin mời các con một phút suy nghĩ và tất cả lớp hãy comment lên thanh chat cho riêng thầy xin mời cả lớp <cười> <cười> xin mời cả lớp hãy bình tĩnh quan sát và cho thầy hỏi là cái đáp án lựa chọn của các con ở đây là gì và hãy comment lên thanh chat cho thầy <cười> <cười> thầy yêu cầu là cả lớp comment nhá, ok rồi thầy cảm ơn phước, cảm ơn lâm a, à, thầy cảm ơn lâm lâm b xin lỗi, cảm ơn phú bảo, cảm ơn ngân, còn những bạn còn lại thì sao ạ? rồi ok thầy cảm ơn tuệ linh ạ, rồi thầy cảm ơn minh, như vậy là còn lại à, hoàng mai và bạn Hà An, đúng không? Là hai bạn chưa comment cho thầy. Thầy ơi, con có gửi rồi đấy ạ. Ừ, thế ạ. À? Để thầy xem lại nào. Thầy chưa nhận được con ạ. À? Con thử kiểm tra lại xem là đã gửi chưa. Thầy, thầy chưa nhận được ở đây ạ. À? <laughs> ok, tất cả những bạn đã gửi cho thầy đáp án rất chính xác. Thế còn thầy đang chờ nốt của Hà An và của Mai ạ. À? các con gửi lại cho thầy nào Này Hà An làm gì mà có vẻ không tập trung lắm nhỉ? Thầy gọi đến tên mấy lần mà không thấy trả lời thầy đấy Hà An ơi. Mạng biết có vấn đề gì không mà thầy thấy không thấy là trả lời không một cách tập trung nào. Hà An ơi Này là như vậy chắc là khả năng là ra chơi xong Bạn Hà An chưa quay lại lớp rồi <laughs> Ok rồi thầy cảm ơn Lâm A Thầy ơi con gửi lại rồi Thầy nhận được chưa ừ, Thầy vẫn chưa nhận được con ạ Bạn Hà An đã quay trở lại lớp chưa nào? Thôi được, cái này là nó chắc là lỗi mạng biết gì thôi Mai ạ. À. Thầy vẫn chưa nhận được. Cái đấy không sao. Bởi vì con xác nhận, con nói là con đã gửi thì chắc là con đã gửi rồi. Thế nhưng mà thầy chưa nhận được thì chắc là nó mạng biết gì nào đấy. Được chưa nào? Ok nhá. Vậy cả lớp lưu ý này. Ở trên hình vẽ này thì nó đang cho chúng ta là đoạn OA bằng OC. Như vậy là có thằng này bằng thằng này vậy chúng ta sẽ cùng nhau phân tích xem là các cái khẳng định abcd ở dưới đây đúng hay là sai các con nhé. đầu tiên này thứ nhất nó bảo rằng là tam giác oad oad bằng với tam giác ocb và ở đây theo trường hợp là góc cạnh góc tức là phải cần có hai cặp góc tương ứng bằng nhau và một cặp cạnh nằm ở sen giữa cạnh này phải là cạnh sen giữa các con nhá cạnh này phải là cạnh sen giữa sen giữa hai góc Vậy bình tĩnh này. OAD thì có cái gì? Thứ nhất là ta có góc ở đây là góc O chung, góc O chung. Được chưa cả lớp? Thứ hai là có góc OAD đang bằng góc OCB. Bởi vì trên hình người ta đang ký hiệu hai cái góc này là cùng một vạch và nó cùng màu, như vậy thể hiện là hai góc này đang bằng nhau. Ngoài ra lại còn có thêm cái cạnh chung đó là cái thằng OA là nằm xen giữa góc O và góc OAD thì lại bằng thằng OC nằm giữa góc O chung và góc OCB. Vậy đây đích thực là góc cạnh góc chuẩn luôn. Như vậy trường hợp A là một đáp án chính xác. Vì chính xác nên sẽ bị loại. Bởi vì nó hỏi chúng ta là khẳng định sai mà các con, đúng không ạ? Vậy nghe tiếp nhé. Hai tam giác này bằng nhau thì dẫn tới ta có AD bằng CB. Đâu AD đâu, CB đâu. À, ở đây nó bảo rằng BC bằng DA như vậy thằng này đúng. Vì đúng nên gạch đi. Góc OBC, OBC đâu? Là góc này. Nó sẽ bằng thằng ODA là hai góc này. Đây là hai góc tương ứng của hai tam giác bằng nhau ở cái IA. Như vậy thằng này đúng nốt, đúng gạch đi. Vậy thì còn lại hai cái tam giác này nó bảo rằng bằng nhau đâu, bằng nhau đâu? OAD và OCA, OCA nó là cái tam giác này này các con này. Đấy là cái tam giác này này thì cái tam giác ODA kia làm sao mà bằng cái OCA này được đúng không? Vậy D là sai và sai tức là đáp án cần lựa chọn. Ok, rất tốt. Như vậy là tất cả lớp trừ bạn Hà An chưa gửi đáp án thôi, còn tất cả các con đều gửi đáp án chính xác rồi. Rất tốt ạ. À. Nào, thầy chuyển sang câu 29 nhá. Câu 29 này xin mời bạn uh, Ngân xử lý cho thầy câu 29 nào. con thấy cho con thấy xin mời con ạ à. con thấy cho con là đáp án à. theo con thì trong trường hợp này câu 29 này thì đáp án nào là đáp án chính xác nào con cho con là đáp án b ạ à. à, có phải là con vừa nói b không có phải là B không nhỉ con nhỉ? À con chọn D ấy gì? À ok. Bạn ngân có chia sẻ là D. Bởi vì do là thầy nghe không rõ nên là bạn ngân có comment lại ờ ừ, bạn ngân chọn này. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng xem xem là có đúng hay sai nhá. Cả lớp quan sát này. Thứ nhất là ở cái tam giác đầu tiên này thì góc này là 60 độ. Góc này 40 độ. Vậy thầy lập tức sẽ tính ra được ngay cái góc B ở trên bằng cách lấy 180 trừ đi hai góc bên dưới thằng này sẽ còn lại là 80 độ. Được không các con? Chuẩn chưa? Hình vẽ bên này thì sao? Chỉ ta có góc E là bằng 80 độ này, góc này với cái góc B ở bên kia bằng nhau, tuyệt vời. Có cạnh EF bằng thằng PQ, tuyệt vời. Có góc F của chúng ta hai vạch bằng thằng này hai vạch. Như vậy thầy đã nhận định được hai tam giác này khả năng là nó bằng nhau và theo trường hợp là góc cạnh góc góc cạnh góc. Vấn đề là bây giờ phải viết thứ tự các đỉnh nó chính xác thì các con bình tĩnh quan sát này, ta có này. Góc P tương ứng bằng góc E vì cùng bằng 80 độ. PQ của chúng ta thì lại bằng thằng EF và cuối cùng là góc Q thì lại bằng góc F ở đây vì cùng bằng 60 độ. Vậy thầy sẽ có được hai tam giác này là bằng nhau theo trường hợp góc cạnh góc đúng không? Góc cạnh góc. Thế còn thứ tự đỉnh các con nhìn thấy hình thành này, thầy sẽ viết là PQ trước thì P của chúng ta đứng vị trí số 1 thì E cũng phải vị trí số 1. PQ tương ứng bằng EF, vậy thì E phải đứng ở vị trí số 2. Q đứng ở vị trí này là PQ, vậy Q phải bằng F, vậy Q bằng F chuẩn luôn. Bây giờ các con chỉ cần điền nốt cái đỉnh còn lại là đỉnh R ER, thì tương ứng bên này nó sẽ chính là đỉnh D. Vậy tam giác PQR bằng tam giác EFD là cực kỳ chính xác. Và đáp án ở đây câu D là chính xác tuyệt đối. Rồi, chúc mừng Ngân, rất tốt. Rất uy tín ạ. À. <laughs> Minh ơi, thầy lý giải hoàn toàn cái câu này con có hiểu được là bạn Ngân trả lời câu D này là chính xác tuyệt đối chưa con? Rồi ạ. Ok, rất tốt ạ. À. Thầy xin mời bạn Mai, Hoàng Mai trả lời cho thầy câu tiếp theo câu ba 30, 30 nào. Xin mời Hoàng Mai. Ừm um... Con thưa thấy câu 30 thì đáp án của con bằng 45 độ ạ. À 45 độ, đáp án này chính xác rồi đấy ạ. À. Tại sao thì các con lưu ý này. Người ta bảo rằng chúng ta đây là một tam giác vuông cân thì các con hết sức lưu ý nhá. Nếu vuông thì có nghĩa là sẽ có góc bằng 90 độ. Được chưa nào? cải kể bài này thấy không cần vẽ hình thầy cũng làm được là có một góc bằng 90 độ. Thế còn cân Tức là phải có hai góc bằng nhau Như vậy cả lớp lưu ý này Có một góc bằng 90 rồi Thì thầy hỏi cả lớp có thể còn góc thứ hai cũng bằng 90 được không? Có thể không nhỉ cả lớp nhỉ? Tuệ Linh cho thầy hỏi là trong tam giác mà có một góc bằng 90 rồi Thì cái góc còn lại thứ hai có thể bằng 90 được không con? Trong tam giác liệu có hai góc cùng bằng 90 được không Tuệ Linh ơi? không ạ? À? Chắc chắn là không, bởi vì sao? Ba góc trong một tam giác thì tổng bằng 180 độ các con lưu ý nhá, tổng 180 này. Mà đã một góc 90 rồi thì dẫn tới hai góc còn lại nó sẽ phải là tổng bằng 90 đúng không? Hai góc còn lại này cộng tổng lại bằng 90, tức là hai góc này đều phải nhỏ hơn 90 độ. Vậy thì không thể có một tam giác nào mà có hai góc bằng 90 được. Vậy thì góc lớn nhất trong tam giác này là 90 độ rồi Thì hai góc còn lại bằng nhau phải có tổng bằng 90 Vậy các con có suy ra được hai góc còn lại này bằng nhau và bằng 45 độ Và bạn Hoàng Mai chia sẻ là đáp án B Cực kỳ chính xác luôn, rất tốt Câu 31 xin mời bạn Minh nào uh... Xin mời con, cứ bình tĩnh suy xét thôi, không cần phải vội vàng một tam giác cân có góc ở đỉnh bằng 64 độ thì số đo các góc ở đáy là bao nhiêu? Thì các con lưu ý cho thầy này, cả lớp lưu ý nhá. Các con nghe. Đối với một cái hình tam giác, nhất là tam giác cân ấy thì người ta có định nghĩa rất rõ ràng như sau, cả lớp nghe này. Cả lớp lưu ý lại định nghĩa của tam giác cân. Trong một tam giác cân là tam giác có hai cạnh có độ dài bằng nhau. Cụ thể ở đây thầy viết ra tam giác đó là tam giác ABC. Thì có đặc điểm như sau, thứ nhất, cạnh AB cạnh bằng cạnh AC thì hai cạnh này được gọi tên là hai cạnh bên. Cả lớp lưu ý cái cách gọi tên nhá. Đây được gọi là hai cạnh bên. Thế còn thằng BC ở dưới đáy thì được gọi tên nó là cạnh đáy. Vậy thì cái cách nhận diện đâu là cạnh bên, đâu là cạnh đáy rất dễ như sau. Hai cạnh nào bằng nhau có chung một cái thằng đỉnh chung thì cái đỉnh A này được gọi tên nó chính là đỉnh cân. Tức là tam giác này là cân tại đỉnh A. Được chưa các con? Cân tại đỉnh A. Thế còn cái thằng còn lại là BC thì sẽ được gọi tên là cạnh đáy. Vậy ở đây ta có như sau, góc ở đỉnh thì đây chính là đỉnh A, vậy thằng này là 64 độ. Vậy hai góc còn lại này phải là hai góc bằng nhau và nó sẽ có tổng bằng bao nhiêu các con biết không? B phải bằng C này, nhưng mà B cộng với C cộng với A thì lại bằng 180 độ. Vậy xin mời Minh tính giúp cho thầy xem B với C ở đây là hai góc ở đáy và có số đo góc bằng bao nhiêu? Thưa thầy là bằng 116 độ. Cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Câu à... hỏi đây là gì? <laughs> Bình tĩnh bình tĩnh. Trả lời thật chính xác cho thầy xem nào. Nào, trả lời cho thầy. Có trả lời được chính xác là cái gì không? Là bằng 58 độ ạ. Ờ, người ta hỏi là hai góc gì đáy là bằng bao nhiêu cơ mà con, đúng không? Đúng không hả à, Minh? Chứ người ta có hỏi là hỏi chúng ta là là tổng hai góc này bằng bao nhiêu đâu, đúng không con? Con lưu ý nhá. Cái này phải hết sức cẩn thận, hỏi cái gì thì trả lời cái đấy. Vậy trong trường hợp này thầy sẽ tính lại xem là minh tính ra chính xác hay chưa này. Cả lớp nhìn này. Hai góc này, góc trên này 64, như vậy là B cộng với C sẽ bằng là 180 độ trừ đi 64 độ. Và thằng này sẽ bằng là bao nhiêu nhỉ? 116. Nhưng 116 này là tổng của hai thằng, từ đó dẫn tới suy ra B sẽ bằng C bằng 1/2 của 116. Và sẽ ra là kết quả là 58 độ. Ok. Vậy đáp án B mới là đáp án chính xác. Đúng không ạ? À? Minh ơi. Chuẩn chưa Minh? Vâng ạ. Ok. Cẩn thận hơn con nhé. Rồi. Rất à. tốt. Rồi. Bây giờ câu 32. Xin mời bạn Phước trả lời cho thầy câu 32 nào. Cả lớp lưu ý xem là bạn Phước trả lời có đúng hay sai nhé. Em thích thầy à. chọn khẳng định sai theo con khẳng định nào là khẳng định sai ở trong cái câu 32 này đầu tiên nhá tam giác HMB này HMB nó bảo chúng ta là bằng tam giác KMC kiểm tra xem có chính xác hay không này HMB đâu HMB nó là như thế này đây các con nhìn này nó là theo cái vạch màu đỏ của thầy đúng không vạch màu đỏ đấy Thế còn tam giác thứ hai đó là tam giác màu xanh KMC đâu? KMC đây. Màu xanh. Rõ ràng là hai tam giác này kiểm tra xem có bằng nhau hay không nhá, cùng kiểm tra cùng thầy này. Đầu tiên là có được là hai cái góc này là hai góc đối đỉnh đúng không các con? Hai góc đối đỉnh. Như vậy là vị trí góc M bằng vị trí M1 bằng M2. M1 bằng M2 rất chính xác rồi. Ngoài ra ta có là MB thì bằng MC ở trên hình. Ngoài ra hai tam giác này còn có góc BHM Thì bằng góc BHM là 3, 1 Xong lại quay ngược về thằng này đúng không? Vậy thằng này sẽ là KCM Bằng góc KCKM Và hai góc này quả thật bằng nhau vì cùng bằng 90 độ Vậy hai tam giác này bằng nhau trường hợp gì? Phước trả lời cho thầy nào Thưa thầy Hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp góc cạnh góc. Có thật sự là góc cạnh góc không? Con lưu ý này, nếu là góc cạnh góc nhá thì cái thằng cạnh nó phải là xen giữa hai thằng góc hai bên đúng không? Vậy trong trường hợp này MB có phải là cạnh xen giữa góc BHM và góc 11 không con? Có phải là cạnh xen giữa không? Đúng không Không. Như vậy cả lớp nhớ này, tuyệt đối không được phép kết luận là bằng nhau góc cạnh góc cả lớp nhớ chưa? bản chất của thằng này không phải là góc cạnh góc đâu mà nó được định nghĩa theo trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông đó là cạnh huyền góc nhọn tam giác 1 bằng tam giác 2 ở đây đó là cạnh huyền góc nhọn các con nhá. Tại sao lại gọi là cạnh huyền? Bởi vì thằng MB và thằng MC là hai cạnh huyền tương bằng nhau. Thế còn góc M1 bằng góc M2 thì đây chính là hai góc nhọn. Vậy đây được gọi là bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền góc nhọn. Cả lớp hoàn toàn ok 100% trường hợp này chưa? Nào, cả lớp cho thầy hỏi này, nếu các con hiểu hoàn toàn được cái trường hợp này thì cho thầy một trái tim nào, để thầy hiểu được là các con đã nắm rõ được lý thuyết về phần này rồi. Thế còn bạn nào chưa rõ thì phải lập tức bật mic lên hỏi thầy ngay nhá. Thầy đang yêu cầu cả lớp cho thầy hỏi là hai cái tam giác thầy vừa nêu ra là bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền góc nhọn là các con có nhận diện được 100% chưa? Rồi Ủa. Có bạn nào không nhận diện được không đấy? Nếu không nhận diện được là phải lập tức bật mic lên hỏi thấy ngay nhớ chưa? Cái này nó nào, Hà ngạ Hà An này, Tuyện, Ngân này. này Tuệ Linh này, Hoàng Mai này hoàn toàn Tuyện nắm được cái lý thuyết này chưa? chưa? Rồi ạ. À. Rồi ạ. Thầy à. nói, nói trước là lý rồi à. thuyết. Lý thuyết mà các con không học vững đến lúc các con không thi được là các con lúc ý là các con đừng có trách thầy nhá lúc ấy không những là các con được điểm thấp bị phạt đấy mà còn bị bị thầy mắng cho đấy nhớ chưa nào tất cả những cái lý thuyết này thầy có dạy rồi được chưa ok như vậy là cái trường hợp đầu tiên tam giác HMB và tam giác KMC bằng nhau là chính xác và vì cái tội bằng nhau cho nên khẳng định này vứt đi bởi vì nó đang hỏi chúng ta là khẳng định sai cơ nào AH thì nó bảo bằng thằng CK thầy đang đi vào cái trường hợp C nhá AH đây ck đây thằng này bé tí ở đây làm sao bằng được cái thằng dài ở đây đúng không vậy thằng này là sai này c là sai và sai thì chính là đáp án cần chọn bây giờ chúng ta kiểm tra xem b và d nhé bh bằng ck đây, thằng bh đây bằng thằng ck đây rất chính xác bởi vì đây là hai cạnh tương ứng của tam giác bằng nhau đây từ đây suy ra cái này bây giờ dẫn tới là bh có song song với ck hay không là có các con ạ BH của chúng ta vuông góc với AK. CK lại cũng vuông góc với AK luôn. Vậy ta có được là hai đường thẳng cùng vuông góc với một thằng thứ ba thì dẫn tới nó sẽ phải là hai đường thẳng song song. Được chưa cả lớp? Vậy đáp án D cũng là một đáp án chính xác, đúng đúng. Vì đúng bị gạch. Vậy đáp án C là đáp án cần chọn. Ok. Hiểu hoàn toàn chưa? Ở trong lớp có bạn nào để mic mà tiếng nó bị ấy nhỉ? À, Phước để mic nên là bị hơi ra tiếng đúng không con? Rồi, à, ok. Duy ơi, con có hoàn toàn hiểu được, nhớ được cái cái trường hợp bằng nhau của tam giác vuông chứ? Nhớ không con? Ờ, à, ok, tốt. Bạn nào mà lý thuyết không nhớ thì các con cần phải xem lại ngay nhớ chưa? Cần phải xem lại ngay lý thuyết. Thế còn xem lại mà không hiểu ấy thì là phải hỏi thầy. Rồi, à, ok. Câu 33 nào. Thầy xin mời Phú Bảo nào. Ờ, uh, thầy lại còn nghĩ đã Ờ, uh, ok <cười> <cười> Uh, hát <laughs> Thôi sao con Chưa nghĩ ra được Hay à, con chịu, chịu... Sao ạ à? sao hỏi là bảo <laughs> nào cùng phân tích với thầy nào tam giác def này các con nhìn này có de nhé các con nhìn này hai cái tam giác này hết sức là bình tĩnh này cả lớp tập trung này đến phú bảo mà các con còn không nhận diện được thì các con phải tập trung một tí de các con nhìn nó là một hai thì nó bằng thằng hk là một hai như vậy đây được gọi tên là cặp cạnh tương ứng thứ nhất có góc e bằng góc k chính là hai cái góc ở giữa góc E bằng góc K. Tuyệt vời, đây được gọi là cặp góc tương ứng. Và thằng EF thì là 23 thì bằng thằng KG cũng là 23. Như vậy đích thực đây là trường hợp cạnh góc cạnh. Được chưa các con? Tức là ta sẽ suy ra được ngay là tam giác DEF chắc chắn bằng tam giác HKG theo trường hợp cạnh góc cạnh. 100% uy tín luôn. Mà người ta nói rằng góc D của chúng ta thì bằng 70 độ Và câu hỏi đặt ra là góc H bằng bao nhiêu Thì các con nhìn này D với H có phải là tương ứng cùng ở vị trí thứ nhất Cho nên suy ra được là D sẽ phải bằng H Vậy D bằng 70 thì H cũng phải bằng 70 Vậy ta có được góc H bằng 70 độ Nói cách khác là đáp án A Cả lớp ok 100% chưa nào, bạn nào đã hiểu thì comment cho thầy là ok lên trên thanh chat nào. Cái này nó là sử dụng lý thuyết hai tam giác bằng nhau, không có gì đặc biệt. Nhưng bạn nào hiểu 100% rồi thì comment cho thầy ok nào. Cả lớp nhớ nhá, khi nói đến tam giác là các con phải nghĩ ngay đến việc là tìm ra các cặp cạnh, cặp góc tương ứng bằng nhau. Vậy bằng cách nào? Thầy dạy lại này. Khi chúng ta viết DE trước DEF này, thì DE là một hai thì bên này cũng phải là một hai vì HK là bằng DE, được chưa? Thế còn nếu trong trường hợp tiếp theo EF của chúng ta, người ta lại nói là EF bằng thằng GK chẳng hạn, thì các con có biết là chúng ta cần phải đổi vị trí gì không? F của chúng ta là ở vị trí thứ ba, thì lập tức cái G này nó là F tương ứng với K đúng không? Vậy thì phải đổi thằng này quay ngược trở lại là cái gì các con biết không? Có biết không? Biết là cái gì không? Nếu như trong trường hợp bây giờ thầy ví dụ nhá, thầy ví dụ như này cho các con, thầy tăng cái độ khó lên một tí này. Để cho các con uh, phải gặp bài khó xem là như thế này. Nào, cả lớp comment cho thầy trường hợp như sau. Tam giác ABC Tam giác ABC và tam giác MNP có những đặc điểm như sau, có đặc điểm này. Thứ nhất là góc A bằng góc N, thứ hai là có AC thì bằng NP và thứ ba có thêm góc B à, góc C tương ứng bằng góc P. Vậy theo hỏi thầy hỏi các con là trong trường hợp này hai tam giác thứ tự các đỉnh là như thế nào? theo các con thì các con thiết lập cho thầy thứ tự các đỉnh của hai tam giác này bằng nhau xin mời cả lớp nào cả lớp hình thành cho thầy cặp tam giác bằng nhau nào nào cách hình thành nhá không biết là các con có hình thành được không nhưng mà thầy sẽ dạy cho cái cách hình thành này abc viết trước thì cái góc cái thằng ac của chúng ta này là 1,3 đúng không như vậy là ta sẽ có được ac tương ứng góc a tương ứng với n vậy n phải đặt đầu tiên được chưa góc c tương ứng với p vậy đặt p thứ hai à thứ ba Đây. Đây. tương ứng nhá bình tĩnh bình tĩnh sau đó thì thằng AC của chúng ta thì bằng NP, vậy thứ tự đỉnh như thế này là chính xác tuyệt đối rồi. Bây giờ chỉ cần nhẹ nhàng điền thêm thằng M vào giữa là ok 100%. Vậy đây là tam giác ABC bằng NMP. Và trường hợp ở đây nó chính là gì đây? Góc cạnh góc cực kỳ chính xác luôn. Rất tốt. Ok, uy tín luôn. Và hai tam giác này là hai tam giác bằng nhau. Được chưa các con? Rồi xong nhá. Rồi, ok. Mấy cái bài tập phía sau này là 34, 35 này cho đến bao nhiêu đây? Cho đến 40, nó chỉ còn lại có 6 5 6 câu thôi. Thầy xin phép là thầy bỏ qua để cho các con về nhà tiếp tục làm tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển xuống một bài hình ở phía dưới để thầy rèn uh, luyện cho các con một chút nhá. Cả lớp nhớ chưa nào? Tất cả quay xuống dưới bài hình bên dưới này cho thầy. Các con chọn lựa cho thầy một ngẫu nhiên một bài một bài ở phía dưới nào. Thầy xin mời bạn uh, cho bạn Tùng Lâm được phép lựa chọn một bài hình ngẫu nhiên ở phía dưới. Chọn bài nào thì chúng ta sẽ xử lý bài toán đó. Xin mời bạn uh, Tùng Lâm. Con làm thầy. Ờ uh, xin mời bạn uh, Lâm uh, Lâm Lâm B đi. Ừ, thầy chọn bài 18. Rồi. Bài 18 đúng không? Vâng. Ok luôn, chúng ta sẽ xử lý bài 18 này. Thầy sẽ lấy đầu bài. Ok, cả lớp hãy bình tĩnh quan sát đầu bài của bài 18, đầu bài như sau. Thầy sẽ cùng phân tích đầu bài với các con để giúp cho các con vẽ hình tự tin hơn nhé. Cả lớp nghe này. Thứ nhất, là tam giác ABC có đặc điểm là cân ở A. Thứ hai, là trên tia đối của các tia BC và CB lần lượt lấy các điểm D và E sao cho BD bằng CE. Vậy trước hết thầy sẽ vẽ tam giác ABC cân ở A trước nào xin mời cả lớp hãy bình tĩnh quan sát thầy vẽ tam giác cân này đầu tiên nhá vẽ trước cái thằng này sau đó thầy sẽ lấy trung điểm của nó thầy sẽ dựng một cái đường vuông góc lên phía trên thằng này được gọi tên nó là đường trung trực đấy các con ạ còn nhớ không ạ nếu như ở đây mà nó là góc vuông đây là góc vuông này và chia đôi cái đoạn này ra thành hai đoạn bằng nhau thì cái thằng d này của chúng ta được gọi tên là đường trung trực cái này là các con được giới hạn ở trong đề thi của trường nghĩa tân đấy cả lớp còn nhớ không ạ à, lâm b cho thầy hỏi là có nhớ được cái lý thuyết đường trung trực này không có ok mới học mà thầy cũng đã nhắc nhở rồi cho nên chắc chắn không được quên nhá đường trung trực đó là đường đi qua trung điểm của một đoạn thẳng và vuông góc với đoạn thẳng tại chính trung điểm đó vậy bây giờ thầy sẽ nối hai thằng này lại với nhau để tạo ra được tam giác cân ABC. Tam giác cân ABC. ABC. Được chưa nào? Thế sau đó thì các con không cần nữa thì vẽ xóa các thằng này đi, được chưa? Đây là khi vẽ thì chúng ta cần như thế thôi. Tiếp tục này. Trên các tiết đối của BC và CA CB tức là chúng ta phải làm gì nhỉ? Phải kéo dài cái thằng BC này ra thành hai phía đúng không? Kéo dài thằng này ra thành hai phía. kéo dài hai phía. Đấy. Sau đó thầy sẽ lấy đoạn BD bằng CE. Tiệt đối của BC tức là H sang bên tay trái. Vậy chúng ta sẽ lấy một cái điểm D nào đó đây nhá. Đây, đây là điểm D của chúng ta này các con này. Thì cái thằng này nó sẽ bằng với cái thằng CE ở bên này. Được chưa cả lớp? Nó sẽ bằng thằng CE bên này. Đấy. Sau đó thì chúng ta tiếp tục vẽ hình tiếp như sau. Chứng minh tam giác ADE cân. ADE cân, thầy sẽ nối hai thằng này lại với nhau nhá. Rồi, xin mời cả lớp. Theo các con thì trong trường hợp này chứng minh tam giác ADE cân dễ hay là khó? Nào, xin mời cả lớp. Những bạn nào đã xử lý thành công câu a này rồi thì hãy cho thầy một cánh tay nào để thấy biết là đã xử lý thành công câu a. Đây là thầy hỏi luôn là nhìn hình mà các con làm được câu a nhé, tự tin là sẽ làm được câu a. Thì các con cho thầy một cánh tay luôn để thấy biết được là cái năng lực kiến thức của các con đến mức độ nào rồi. Hiện tại mới có bạn Lâm B và bạn Phước, các bạn còn lại thì sao? Nào, làm thế nào để chứng minh được tam giác ADE cân? Ok, bạn Lâm C đã thành công. Bạn Phú Bảo cũng đã giơ tay rồi, tốt. Các bạn còn lại thì sao ạ? Các con nhớ cho thầy này, cái lý thuyết về tam giác cân này, cả lớp nghe nhá. Tam giác mà cân, tam giác mà cân thì điều này dẫn tới là gì? Nó sẽ có hai khả năng xảy ra. Khả năng thứ nhất đó là chứng minh hai cạnh bằng nhau hai cạnh bằng nhau hoặc các con có thể chứng minh là chứng minh hai góc bằng nhau hai góc bằng nhau thì cả hai cái con đường này đều chính xác cả một thằng là theo định nghĩa và một thằng là theo tính chất của tam giác cân vậy thì để chứng minh tam giác ade mà cân ấy các con lưu ý nhé là cân nhé thì chúng ta sẽ đi theo con đường theo các con định hướng thì theo con đường là chứng minh hai cạnh bằng nhau dễ hơn hay là chứng minh hai góc bằng nhau dễ hơn xin mời các con hãy cho thầy biết nào comment lên thanh chat cho thầy nào theo các con thì đi theo con đường là cạnh dễ hơn hay là góc dễ hơn nào cho thầy hỏi comment lên thanh chat nhé cả lớp comment lên thanh chat cho thầy Minh ơi, Mai ơi, uh, Tuệ Linh nữa các con có định hướng được cách xử lý của bài toán này chưa? Các bạn nữ trong lớp các con có định hướng xử lý được không đấy? Bạn Hà An là từ nãy giờ thầy hỏi rất nhiều lần mà không thấy trả lời nhá. Bạn Hà An nhá. Dạ từ nãy giờ thầy hỏi con rất nhiều lần mà không thấy con trả lời đấy không biết là con có tập trung học không từ sau cái lúc mà ra chơi thì thấy là thầy gọi con mấy lần rồi đấy ạ à, đi vệ sinh ờ, đi vệ sinh xong thì đi vệ sinh xong là trong thời gian đấy quay về là phải tập trung vào nghe thầy giảng ngay chứ <laughs> thì trong trường hợp bài này thì hà an cho thầy hỏi là theo con định hướng thì thì chúng ta nên chứng minh tam giác ADE là tam giác cân theo con đường là chứng minh hai cạnh bằng nhau hay là chứng minh hai góc ở đáy bằng nhau nào hà an trả lời cho thầy nào theo con thì, theo con thì nên đi theo con đường nào nếu chứng minh mà hai cạnh bằng nhau ấy thì chúng ta sẽ đi theo cái con đường đó là chứng minh AD bằng AE đây được gọi là chứng minh theo cạnh thế còn nếu chứng minh theo con đường góc thì có nghĩa là phải chứng minh góc D tương ứng bằng với góc E tức là hai cái góc này bằng nhau này vậy thì thầy hỏi nhá theo An và các bạn trong lớp thì các con theo các con thì nên đi theo con đường nào đó là chứng minh AD bằng AE dễ hơn hay là chứng minh góc D bằng góc E dễ hơn nào trả lời cho thầy nào Hà An trả lời trước ờ. <laughs> cho ai AD với ai ạ à? ờ, tức là con đi theo con đường là chứng minh cạnh bằng nhau đúng không Vâng. Ờ. ờ, để chứng minh cạnh bằng nhau này thì chúng ta cần phải đưa về là cặp tam giác nào bằng nhau tam giác ADB với AC à, ADB với AEC ạ đúng rồi rất chính xác rất tốt bạn Hà An có phát hiện ra được như sau này Các bạn còn lại nghe nhé Những bạn nào chưa phát hiện được thì cần phải lắng nghe Bạn Hà An chia sẻ như sau Là nếu để chứng minh Hai cái con đường đi như thế này này Thì quả thật là cả hai đều làm được Nhưng Nếu mà bạn đã quyết định đi theo con đường Là chứng minh hai cạnh bằng nhau Thì cần phải chứng minh tam giác ADB Bằng với tam giác AEC Và hai tam giác này bằng nhau không hề khó một tí nào thầy nói luôn là hai tam giác này bằng nhau không hề khó thế còn để chứng minh hai góc này bằng nhau là làm được nhưng mà vẫn cần phải thông qua hai tam giác bằng nhau được không ạ vậy thì đằng nào cũng để chứng minh thì chúng ta nên chứng minh trực tiếp luôn là hai cạnh này bằng nhau chắc chắn nó sẽ dễ hơn là chứng minh hai góc bằng nhau được chưa rồi như vậy là định hướng đã xong bây giờ thầy xin hỏi này Minh Ngân, Tuệ Linh, các con có chứng minh được là cạnh AD bằng cạnh AE không? Thông qua cặp tam giác này bằng nhau thì ba bạn nữ thầy vừa hỏi, các con có chứng minh được không nào? Có bị gặp khó khăn không? Bạn Minh này, bạn Ngân này và bạn ừ. Tuệ Linh đều ok hết đi gì ạ? Hoàng Mai cho thầy hỏi là con có chứng minh được tam giác ADB và tam giác AEC bằng nhau không ạ? Mai ơi, cái uh, trường hợp là hai tam giác bằng nhau đấy con có chứng minh được không ạ? Dạ có. Bằng nhau theo trường hợp gì con có thể chia sẻ cho thầy qua một chút được không? Con thua thầy. Theo con thì tam giác ADB là tam giác đây này, số 1 này này. Và tam giác số 2 này này hai tam giác này nếu muốn chứng minh bằng nhau thì theo con là nó sẽ đưa về trường hợp gì? nào suy luận cho thầy xem nào. Ừ, cạnh góc cạnh. ở ờ, cạnh góc cạnh. vậy thì ở trên hình này thì con đã nhìn thấy được hai cặp cạnh tương ứng bằng nhau chưa? đó chính là thằng AB và thằng AC bằng nhau đúng không? vâng ạ. ở ờ, đây con nhìn này cả lớp nhìn này AB và thằng AC bằng nhau rất chính xác. ngoài ra còn có cả DB và thằng EC cũng bằng nhau đúng không ạ? mai nhỉ? Vâng ạ vậy bây giờ cần cặp góc xen giữa hai cặp cạnh này vậy là góc nào bằng góc nào con nhỉ con có thể đọc cho thầy ờ, chính xác được không góc ABD bằng góc ACE rất chính xác ok chúc mừng mai đây chính là cái góc này bằng với cái góc bên này rất tốt ok nếu như chúng ta chỉ ra được hai cái góc này mà bằng nhau thì bài toán ở câu a sẽ kết thúc ngay lập tức vậy thì mai cho thầy hỏi này con nhận định được rồi tốt rồi Vậy con có biết vì sao hai cái góc B1 và cái góc C1 này bằng nhau không con? Có biết vì sao không? Vì sao B1 này lại bằng C1 nào? Nói cho thầy nghe qua một tí nào. Vì sao nhỉ Mai nhỉ? Ừ. Con có biết vì sao không? con cứ chia sẻ đi, nếu biết thì con cứ nói là là con đã biết rồi. Thế còn chưa thì con nói là con chưa chưa biết thôi. Cái vấn đề ở đây là phải tìm ra cặp góc xen giữa này chứng minh nó bằng nhau. Vậy cần phải có góc B1 ở đây bằng góc C1 ở đây. Vậy Mai có biết vì sao nó bằng nhau không? Nếu con trả lời được câu này có nghĩa là câu A con sẽ thành công. Có biết vì sao không con? để chứng minh được hai góc này bằng nhau ấy thì mai hãy lưu ý đến cái góc nằm bên cạnh nó đó chính là góc này thằng b1 này với thằng b2 này này mai có biết là hai góc b1 b2 này là hai góc như thế nào với nhau không con là hai góc có đặc điểm gì um... Ừ. b1 với b2 có đặc điểm gì có nằm ở bên cạnh nhau không? Đã có. Vậy thì nó nằm cạnh nhau Nó được gọi là kề nhau Ngoài ra nó còn cái gì nữa Nó còn cái gì nữa nhỉ Lý thuyết này có vẻ mai nắm Nó không được ổn lắm nhỉ Nếu mà có được một cái đường thẳng này Sau đó là có thêm một cái tia nữa Nó tạo ra ở cái vị trí này Giả sử đây là vị trí B này Nó tạo ra các cái góc như thế này này Hai cái góc này này Đây chính là B1 này đây chính là ừ. B2 này. Thì hai cái kề góc bù. B1 B2 này, ừ nó là kề bù. Bây giờ các con phải phản xạ được ngay cái này chứ. Học lớp 7 xong mà không phản xạ được cái này có nghĩa là lớp 7 như thế được gọi là mất gốc đấy. Có hiểu không nào? Vậy B1 B2 là kề bù thì tổng hai góc này sẽ bằng bao nhiêu độ? 180 độ Rồi, chính xác. Vậy bây giờ thầy hỏi con là C1 nó sẽ kề bù với góc nào? Đọc tên đầy đủ của cái góc kề bù với C1 nào. Ừ. Con thưa thầy là C1 này nó sẽ kê bù với góc nào nào? ACB ạ. Đúng rồi, chính xác. Nhưng trong trường hợp này thầy lại ký hiệu nó lên trên hình là góc C2, nó chính là góc này đây bài này. Thầy đang cố tình bắt con phải đọc tên đầy đủ và nó chính là cái góc ACB, rất tốt. Thì tổng hai góc này cũng là hai góc kê bù nên tổng bằng 180 độ nữa đúng không? Vâng ạ. Ờ, thế con nhìn này Mai có nhìn thấy hai thằng màu vàng này bằng nhau không? Dạ có. Hai thằng màu xanh này liệu nó có bằng nhau không con? B2 với C2 ấy, liệu nó có bằng nhau không? Có. Bằng nhau từ đâu mà có được? Ừ. Tại sao hai góc này lại bằng nhau? Nó là được suy ra từ đâu nhỉ? Nó được suy ra từ đâu con biết không? là khi mà chúng ta nói đến cái giả thiết là tam giác abc cân ấy cân này này cân tại a này này là lập tức trong đầu các con phải nảy ra được cho thầy luôn hai cái kết quả đó chính là như sau một là nếu cân tại đỉnh a thì cân tại đỉnh a thì ta sẽ có được là ab lập tức bằng ac chính là thầy ký hiệu hai cái vạch màu đỏ hai vạch ở trên hình này này cả lớp nhìn thấy chưa cái thứ hai đó chính là cái góc B của chúng ta, cụ thể đây là góc B2, lập tức sẽ bằng góc C2. Cả lớp nhớ cho thầy cái này chưa? Mai phải nhớ cho thầy bằng được cái này nhớ chưa? Con không nhớ cái này là con sẽ không bao giờ làm được bài tập hình đâu. Mai nhớ chưa? Thầy đã nhắc cái này không 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 phải là không nhắc đâu nhá. Thầy đã có dạy hết rồi. Nhưng mà bởi vì các con là các con cái sự linh hoạt và nhận định bài tập hình nó không được tốt lắm cho nên là vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Vậy thì bạn Mai này hay là bất cứ một bạn nào trong lớp chưa rõ ràng lắm thì nốt cái này ngay vào trong vở đó thầy. Nếu một tam giác cân tại đỉnh A thì ta có AB bằng AC. Và thứ hai là góc B2 sẽ phải bằng góc C2 ngay. Vì B2 bằng C2 và góc bên tay phải 180 độ bằng 180 độ nên ta sẽ suy ra được là gì? Góc B1 lập tức bằng góc C1 và đây chính là hai cái góc chúng ta đang cần chỉ ra nó bằng nhau. Mai đã ok chưa? Mai đã ok chưa Mai ơi? Dạ rồi ạ. Hiểu chưa? Đã rồi ạ. Lần sau mà gặp một cái bài như thế này mà vẫn còn gặp khó khăn nữa là thầy thầy nói thật sự là thầy không còn lời nào để nói nữa đâu nhá. Nhớ chưa? Thầy thầy thì không ngại cái việc giảng giải cho các con đâu. Nhưng mà cứ giảng đi giảng lại mãi một cái kiến thức mà các con không chịu nhập tâm vào trong đầu ấy, thầy chẳng biết làm thế nào cả. Như thế là đương nhiên thầy sẽ bị chán. Hiểu không nào? Bạn Mai đã rõ ràng chưa? Dạ rồi ạ. Thầy không, thầy nói thật thầy không thể đi theo các con mãi được đâu. Cho nên là các con phải chăm chỉ lên. Rồi ok, bài, bài toán này nhá, thầy sẽ nốt lại như sau. Chúng ta sẽ chỉ tạm làm tạm được mỗi câu A thôi, còn các câu sau các con về nhà tiếp tục làm tiếp bởi vì bây giờ nếu mà chúng ta học tiếp ý, thì thầy sợ các con sẽ bị là bị muộn quá được chưa nào ok bài này thầy sẽ trình bày câu a chi tiết lại cho các con một chút như sau cả lớp uh, chữa bài cho thầy này rồi các con trình bày chi tiết bài này như sau ta có theo đề bài theo đề bài thì tam giác ABC cân tại A. Nên ta sẽ có được điều gì? Thứ nhất là AB bằng thằng AC. Và thứ hai là góc ABC, cụ thể trong trường hợp này thầy sẽ viết luôn đó là góc B2 bằng góc C2. Được chưa nào? Ok. Mà góc B2 cộng với góc B1 thì bằng 180 độ mở ngoặc kề bù. Tương tự ta có C2 cộng với C1 cũng bằng 180 độ, cũng mở ngoặc kề bù nốt. Và từ hai điều này dẫn tới suy ra ta có góc B1 lập tức bằng góc C1. Đến đây ta có xét tam giác ADB và tam giác AEC thì có như sau. Thứ nhất là AB bằng thằng AC. Thứ hai là góc B1 thì bằng góc B2. Và thứ ba thì có thằng BD bằng với thằng CE. Mở ngoặc cái này là theo giả thiết. Từ ba điều này dẫn tới suy ra tam giác ADB bằng tam giác AEC. Và trường hợp xảy ra ở đây đó là cạnh góc cạnh. Vì nó bằng nhau rồi cho nên dẫn tới suy ra AD lập tức bằng AE. Và đây được là lý do là từ cặp cạnh tương ứng các con nhé. Cặp cạnh tương ứng và vì nó bằng nhau dẫn tới suy ra tam giác ADE cân và cân tại đỉnh cân tại đỉnh A được chưa các con rồi ok đây là toàn bộ cái phần trình bày chi tiết của câu a xin mời các con chữa thật cẩn thận vào sau đó thì chúng ta sẽ tạm thời kết thúc cái buổi học này tại đây nhé được không ạ <laughs> Các con uh, lưu ý này, không phải đợi đến buổi học tiếp theo các con mới uh, tiếp tục xử lý đâu nhá. Các cái bài ở trong đề cương của các con ấy, nhất là những bạn nào ở Nghĩa Tân và Dịch Vọng sắp thi thì các con phải uh, bỏ cái đề cương ra làm bất cứ lúc nào có thời gian rảnh là phải làm hết, được chưa nào? Gặp khó khăn ở câu nào thì nhắn tin lên trên Zalo trực tiếp cho thầy hoặc là trên group của lớp chúng ta ấy thì thầy sẽ hướng dẫn. Ok? Nào bạn các bạn được nghĩa Tân nhớ chưa nào? Nghĩa Tân là có Lâm này, Mai này, Minh này đúng không con? Không ạ, à, con học dịch vọng mà. À thế ạ. À? Thế dịch vọng có đề cương gửi cho thầy đi. Có đề cương chưa con? Dạ có rồi ạ. Vậy thì tí nữa gửi ngay cho thầy nhá. Sau đó là có câu nào khó hoặc có cái phần nào mà các con cảm thấy chưa thật sự vững về lý thuyết phần đó ấy thì lập tức là phải hỏi thầy ngay, nhớ chưa? Các bạn dịch vọng nhớ chưa? Nhớ chưa cả lớp ơi. Rồi ok. Rồi, đến thời điểm này thì thầy sẽ cho các con nghỉ nhá. À, cố gắng lên, ôn tập cho thật tốt bởi vì thời gian từ giờ cho đến lúc thi giữa kỳ chỉ còn tính bằng là tuần thôi. Cỡ khoảng 2 tuần đúng không? 2 tuần hoặc là hơn 2 tuần một chút. Thế còn nếu mà sau kỳ thi giữa kỳ 2 xong ấy thì lập tức bước vào ôn tập để thi cuối kỳ 2. Và như vậy là chúng ta sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi nữa đâu. Mà tất cả các lớp các con phải hết sức cố gắng. Ok? Rồi. Vậy thì đến thời điểm này nhá Thầy xin chào tạm biệt tất cả các con. Hẹn gặp lại các con vào buổi học của tuần tiếp theo. Bye bye. Xin chào thầy. Ok. Thầy. Dạ vâng. Thầy xin chào tạm biệt tất cả các con. Được rồi thầy chào Hà An nhé. Chào thầy ạ. Ừ, thầy chào con.